À, lúc hồi chiều Huấn có thấy tấm hình, Huấn có đăng lên để thông báo nhắc lại cái sự buổi trò chuyện tối hôm nay á, có cái hình mà Eva ăn ăn salad ăn salad, mà thực ra đó là đống đồ dơ của Adam. Thực ra cái chuyện cười này là ở bên nước ngoài, ở phương Tây thì chắc là mọi người sẽ rất là cười, mình thì phương Đông mình ít cái chịu ảnh hưởng bởi bình đạo. Thì các anh chị em nào mà coi tấm hình đó mà chưa có biết ý nghĩa của nó thì muốn giải thích một xíu. Khi mà tại vì cái câu chuyện này nó ảnh hưởng tới hơn 2 tỷ người trên thế giới rồi, bao gồm có Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Anh giáo, Nga giáo, tất cả nhiều lắm. Thì khi mình dở cái Kinh Thánh ra đầu tiên đó là Sáng Thế Ký, thì ngay Sáng Thế Ký là có cái câu chuyện của Adam và Eva. Chúa tạo ra vũ trụ trong 6 ngày, ngày thứ bảy thì nghỉ. Chúng ta có ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật, ngày nghỉ. Thì Eva và Adam ở giữa vườn đại đàng thì không dặn là không được ăn cái trái. Nhưng mà rồi một hồi sau bị dụ dỗ thì ăn. Ăn cái trái, thì cái trái đó là cái trái kiến thức tốt và xấu, Root of knowledge of good and evil. Thì ăn xong á, có một cái ghi chép rất là thú vị, đó là vừa ăn xong thì Adam với Eva cảm thấy xấu hổ, và bắt đầu lấy cái lá cây á, che lại, che chỗ kín lại. Nên thành ra ra câu chuyện đó. Thì cũng thấy là che chỗ kín lại như vậy, con người lần đầu tiên nó có cảm thấy xấu hổ. Cái xấu hổ từ cái kiến thức tốt và xấu, đúng và sai đó. Thì với những mới nhận ra là không chỉ là có cảm giác xấu hổ, mà mọi cái đau khổ, mọi cái cảm xúc ở trên thế gian này, trong cái tâm trí con người á, thì cũng từ đó mà ra, từ cái ăn cái trái của kiến thức tốt và xấu á, thì nó sinh ra những cảm xúc đau khổ rồi hối hận rồi lo lắng rồi tất cả những cái bao nhiêu thứ là nó từ đó mà ra. Mà cái câu chuyện của Adam và Eva nó không phải là câu chuyện của hàng triệu thế kỷ trước, mà là câu chuyện ngay tức khắc. Adam và Eva chính là trẻ con á, trẻ con mới sinh ra giống như ở vừa giữa vườn địa đàng đó, rất là vui vẻ không? Sau đó thì bắt đầu phải mặc quần vô không? Không mặc quần vô là xấu, xấu hổ lắm, bắt đầu gieo vô đầu có những kiến thức như thế, và trẻ con bắt đầu mới có cảm giác đó, có xấu hổ đó, và bảo là rớt khỏi vườn địa đàng á, bắt đầu rơi xuống trái đất với thái cực tốt và xấu. Thì cái mà nó khiến cho chỉ cần ngày hôm nay á, ngày hôm nay chúng ta chỉ cần mà hay là ai đó mà chỉ cần nhận ra thôi, mọi cái khổ đau, mọi cái mà anh Trí hay nói là không có thoải mái đó, thì nó từ cái tâm trí của mình mà ra, từ cái tâm trí mà phán xét phải trái đúng sai, từ kiến thức, từ những cái tiêu chuẩn, từ những cái mà là đạo đức, những quy định về pháp luật, hay là quy định về giới luật, hay là cái mặc định trong cái văn hóa, tất cả như đó. Và chúng ta nhận ra là chúng ta khổ đau hay từ đó mà ra, thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy là giải thoát, là giải thoát từ từ đó mà ra, giải thoát khỏi cái mớ, thoát ra khỏi cái mớ đó. Thì nhân thấy cái tấm hình đó thì cũng kể như vậy thôi. Còn nội dung thì có thể là anh Trí có thể trò chuyện một xíu, còn nếu không thì các bạn có thể là đặt cái thắc mắc hay đặt những câu hỏi nào đó, rồi rồi chúng ta sẽ đi theo cách như thế. Về cái câu chuyện Adam and Eva hả? Ở Trí đang có cái lớp vỏ nên chắc vừa mới chào hết lớp rồi, nên nãy giờ có các bạn nghe ồn thì xin lỗi. Giờ chắc im lặng lại. Đây Trí thấy cái câu chuyện này nó cũng như như Huấn nói, nó cũng dễ
Vậy chúng ta thấy cái như gọi là ngụ ngôn hả? Cái ý của cái câu chuyện đó là cái cây, the tree of knowledge of good and evil, cái cây phán xét. Thì khi mà ăn cái trái đó thì bắt đầu phán xét thì đúng sai, thì nó mới sinh ra nhiều cái chiều hướng tranh luận để thấy tôi đúng bạn sai kiểu như vậy. Nên chỉ thấy cái câu chuyện này chắc hồi đó chứ cũng có nói một hai lần rồi, Huấn nói gì nó cũng rõ lắm rồi, cũng không 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 cần nói gì thêm. Nếu các bạn nào muốn muốn thêm bớt gì thì cứ việc. Thế là 100, có 192 bạn ở trong cái phòng này rồi. Thì cũng có nhiều con mắt nhìn nhau qua một cái đường dây internet. Thì chỉ thấy chúng ta gọi cái thế giới này thường là thế giới ảo, nhưng mà thật sự nó có khá là nhiều cái hấp dẫn. Như cái cuộc sống chúng ta tiến hóa để có cái sự kết nối với nhau gần hơn thì qua những cái chương trình như Zoom, Internet. Thì tới cái thời đại này hay là những cái giây phút này thì chúng ta có thể kết nối với nhau, chia sẻ những cái trải nghiệm một cách rất là đơn giản. Chỉ nghĩ hồi xưa các thầy hay là các tổ cũng rất là khó để mà chia sẻ cái kiểu thuận tiện như thế này. Ví dụ như hồi xưa chí kể câu chút xíu về cái câu chuyện của ông nội của chí. Thì ông nội của chí là lúc mà 16 tuổi á, là ông ấy đã tự tử 6 lần rồi mà chưa chết. Nhưng mà mới có 16 tuổi thôi. Xong rồi đó thì ngày đó là ổng quyết định sẽ đi tầm sư học đạo. Tại vì cái lý do ông tự tử thì cái cuộc sống lúc đó khổ quá đi. Thời mà pháp thuộc mà ở cái đỉnh điểm của sự cai trị gò bó của thực dân Pháp á, thì con người rất là khổ. Thì ông mới quyết định là đi lên bảy núi để mà tầm sư học đạo. Thì cái con đường ông đi là ông đi từ Bạc Liêu lên tới bảy núi, thì cũng không có, nói chung là bây giờ chúng ta chạy xe thì cũng không phức tạp đâu, nhưng mà hồi xưa đi bộ và đi qua rừng này kia thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì chí sẽ không kể quá nhiều về cái phiêu lưu của ổng, thì tại vì từ đó qua đó hay nó cũng có rất là nhiều cái câu chuyện rất là thú vị ở trong đó rồi. Nhưng mà tới khi mà ổng lên được tới bảy núi thì ổng không có thấy, ổng không có tìm ai, không có thấy ai được hết trơn, không có thấy cái chùa, không có, giống như bây giờ chúng ta biết những sư nào ở đâu ha. Hồi xưa thì cứ đi bộ lên đó thôi, đâu có thông tin gì đâu, ngoài biết cái là ở Thất Sơn có những người tu cao. Thì ông đi lên đó rồi cái ông tìm không được ai, không thấy ai hết trơn, cái ông tự tử thêm lần nữa. ông cột cái dây lưng lên cái cây, xong rồi ông treo cổ. Thì ngay lúc đó thì ông nghe có người đang đi tới. Ê, ông mới núp vô cái ông thấy người ta đi tới thì đó kế bên cái bờ suối, thì cái anh chàng đó lấy nước này kia, cái phát hiện ra ảnh, cái phát hiện ổng. Thì ông nội mới nói chuyện, thì nói là khổ quá nên tự tử 6 lần rồi, đáng lẽ là đang làm lần thứ 7 này lần này. Nhưng mà thôi gặp cái anh này, anh sư huynh này, thì nói là thôi vậy đi lên núi với tôi. Cái câu chuyện này nó
nó còn rất là dài, nhưng mà chỉ điển hình như đó thôi để chúng ta thấy chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại rất là tuyệt vời, và chúng ta có thể chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái về sự thật một cách rất là thoải mái qua những cái mạng internet này, ngay cả khi mà chúng ta đang ở trong một cái gọi là không gian mùa dịch ha, nhưng mà chúng ta vẫn vẫn có thể kết nối với nhau. Đó là một cái sự hạnh phúc vô cùng, mà nó cũng đang giống như theo những cái cách mà mọi người đều nói đây là ở trong một cái thời đại tỉnh thức toàn cầu, tại vì nó dễ quá, nó dễ để tiếp cận thông tin quá, nó dễ để chúng ta tìm ra cái câu hỏi của mình lắm. Giống như đi ngược lại tới thời ông nội là khá là xa rồi ha, nhưng mà ngay cả thời trí thì khi mà mình là 15 tuổi mình đặt ra cái câu hỏi đó, câu hỏi của cái cuộc đời mà ai cũng phải đặt là tôi là ai, ai ai đang sống ở trong cái cơ thể này, cái vũ trụ này là cái lý do gì, đó, cái mục đích của cuộc sống là gì, ai cũng đặt câu hỏi đó đúng không, tại phải có câu hỏi đó đó, thì cái câu trả lời nó không có dễ như bây giờ. Bây giờ chúng ta lên Google đúng không? Giờ chúng ta lên Google chút xíu là chúng ta có được rất là nhiều thông tin gần như bất bất kỳ ngôn ngữ luôn. Thì trước đây có thể nói là cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, nó rất là phổ biến, những người chia sẻ về cái không gian này, không gian của sự thật, không gian của sự tỉnh thức. Nhưng mà gần đây thì chỉ thấy tiếng Việt là rất là nhiều bạn chia sẻ. Có thể là có nhiều bạn chia sẻ một cách nó sẽ gần gũi với ai đó, nó gần gũi với một những đối tượng nào đó, không 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 nhất thiết là giống như là Trí hay Huấn chia sẻ cũng vậy thôi, nó cũng sẽ phù hợp, thích hợp với lại một số bạn thì sẽ không thấy hấp dẫn, một số bạn thấy nói gì không hiểu gì hết ví dụ như vậy, là tại vì chúng có thể một cái sự kết nối nó chưa có đúng cái duyên của nó chưa có, nó sẽ thích hợp với ai đó, nhưng mà nhiều khi chỉ cần như 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 đó thôi, nó chỉ cần một cái duyên nhẹ đó thôi, có thể là một bạn nào đó coi một cái clip hay là gia nhập một buổi Zoom như như hôm nay, thì nhiều khi nghe không không hiểu hết, giống như hồi nhỏ đi nghe mấy thầy giảng thì mình nghĩ là mình hiểu hết á nhưng mà thật sự cái đó nó không phải là một cái sự trải nghiệm của đích thân, của một sự trực nhận của mình, nên cái sự hiểu của mình nó cũng gói gọn ở trong một cái khái niệm nào đó thôi, một cái khái niệm của những cái kinh nghiệm quá khứ của mình, những cái kiến thức quá khứ của mình, cho nên nó cũng không 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 sao cả nếu mà một bạn nào đó nghe và không không mấy gì thấm hết, nhưng mà nó cái duyên đó nó sẽ một một hôm nào đó nó đúng lúc của nó sẽ đúng lúc của nó sẽ nở hoa thôi, đúng lúc của nó sẽ trồi lên mặt đất kiểu vậy, như là một cái hoa sen ví dụ vậy. Thì chứ chưa không biết chia sẻ gì với các bạn, chắc có lẽ các bạn nên cũng chia sẻ với Chí, với Huấn, với mọi người kiểu vậy, thì nó sẽ dễ hơn, thì chúng ta sẽ bắt nhịp được cái không gian, cái sự rung động của nhau, thì nó ăn khớp hơn. Dù sao gì nếu mà trực tiếp á, ngồi một cái buổi chia sẻ trực tiếp á, thì cái nhịp á, cái sự rung động đó dễ cảm giác hơn. Còn ví dụ như chúng ta làm qua mạng như vậy á, thì có lẽ là các bạn chia sẻ chút xíu thì nó sẽ hay hơn, để cho chúng ta bắt đầu cái câu chuyện. Các bạn Hello. có
Các bạn chuẩn bị nha, khi nào mà bạn đã phát biểu á thì giơ tay lên, rồi có gì show cũ sẽ đưa lên màn hình rồi các bạn sẽ trò chuyện nha. Thì Huấn thấy có một bạn comment ở đây hỏi anh Trí, là anh Trí mới đề cập là sự thật, thì bạn hỏi là sự thật có cái gọi là sự thật hay không, hay là sự thật nó chẳng qua cũng là một cái game để chơi thôi, hay là có cái gọi là sự thật hay không. Thì em nghĩ là câu hỏi này rất là hay. Này, này. Cái mà khi mà chúng ta nói tới sự thật á, ở trong dân gian thì chúng ta dùng sự thật như là cái gì đó chúng ta chứng kiến, thí dụ vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về tâm linh á, ở cái trong cái không gian khía cạnh tâm linh á, thì chúng ta nói tới sự thật á như là một cái không thay đổi, như là nó không có một cái sự ở góc nhìn này nó sẽ khác, ở góc nhìn kia nó sẽ khác. Khi mà như vậy thì chúng ta mới gọi nó là tương đối, hoặc là lúc này lúc kia, lúc sinh lúc diệt, lúc có lúc không, ví dụ vậy. Cái rõ nhất là lúc có lúc không thì chúng ta gọi nó là tương đối hay là vô thường, trong trong Phật giáo hay gọi là vô thường. Nhưng mà sự thật ở đây thì không không phải là lúc có lúc không, hay là đúng chỗ này không đúng chỗ kia, hay là có sinh có việc có diệt. Thật thì chúng ta đề cập tới có nghĩa là cái mà khi mà chúng ta nhìn lại cái bản chất của chúng mình, chính chúng ta đó, thì nó đều là cái đó, chứ nó không phải là một 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 người này thấy cái sự thật kiểu khác, một người kia thấy cái sự thật kiểu khác. Thì có khi mà chúng ta nói có phải đó là một cái game không á, thì game ở đây á là những cái mà có sinh diệt, những cái trò chơi mà mọi Chí và mọi người hay hay đề cập tới á, thì nó là có một cái sự thay đổi qua dòng thời gian, nó có một cái sự định nghĩa khác nhau của mỗi một góc nhìn. Ví dụ như đối với Chí thì sẽ thấy cái trò này nó như vậy, đối với Huấn thì sẽ thấy trò kia nó kiểu khác, hay là mọi người cũng vậy. Khi khi như vậy á, thì nó là game. Khi mà nó khác nhau như kiểu kiểu đó, nó là game. Còn sự thật ở đây thì chúng ta nói là cái nguồn gốc của chính chúng ta, và nó không không có di chuyển để mà game, nó không có thay đổi gì hết. Nhưng mà nhìn ra được cái đó thì nhìn thấy được cái nguồn gốc của mọi game, mọi các game luôn. Chỉ chia sẻ chút xíu như vậy, không biết là nếu mà có thắc mắc gì hơn thì mình chia sẻ hơn. Vậy chắc là các bạn ở trong cái clip này thì cũng chắc là nhiều người đã đọc qua, nghe qua hoặc tự trải nghiệm qua rồi, nên không 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 muốn nói quá chi tiết để chán các bạn. Tại em xài 3G mà cũng không biết sao nó lắc nữa. Thực ra thì em cũng không có chia Em sẻ đừng có gì nhúc đâu, nhích em cục chỉ muốn cửa nói nhiều là quá. Em nhúc nhích cục cửa nhiều quá nó sẽ lát. trước tiên là muốn cảm ơn anh Huấn, cảm ơn anh Trí, cảm ơn anh Châu. À có cả anh Bon với là anh Trung nữa nè. Chào tất cả các anh chị và cảm ơn các anh chị đã mở ra một cái buổi nói chuyện như ngày hôm nay. Thì em đã được tham gia những cái buổi trò chuyện tỉnh thức, phải nói là từ những buổi đầu tiên luôn á, ở bên Võ Đường Liên Phong, từ những buổi mà mới chỉ có hai mấy ba chục người nè, cho tới buổi sau đông hơn gấp đôi, sáu mấy người, rồi cùng nhau đặt bánh mì ăn cho đến những buổi mà buổi thứ ba em đi là hơn 100 người, em phải đi ra cái sàn võ em ngồi. Tới buổi thứ tư em tham gia là đông quá nên là em quyết định là em ở nhà coi livestream tại vì không có chỗ để ngồi. Thì cảm thấy rằng là bây giờ người ta có nói rằng là thức tỉnh đang là một làn sóng, thì em thấy rằng là đây là một làn sóng rất là ok đấy chứ, trong thời buổi dịch bệnh như thế này. Mọi người comment đến mắc cười quá. Trong thời buổi dịch bệnh như thế này thì có một cái để mọi người cùng quan tâm, cùng nâng cao tần số rung động của mình lên, thì đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Còn như em thì
Em tham gia ngày hôm nay thì cũng để nhận những năng lượng tích cực, những năng lượng tươi vui từ mọi người. Tại vì khi mà tham gia những cái buổi trò chuyện tỉnh thức á, ở Võ Đường Liên Phong á, cảm giác là không cần nói gì nhiều hết, cũng không cần phải nghe gì nhiều. Tại vì những cái lời mà anh Huấn với anh Chí hay chia sẻ á, thực sự là em nghe rất là nhiều luôn, nghe đến thuộc lòng lòng luôn. Nên là đôi khi không cần không cần nghe gì hết, thực sự là tới và cảm nhận cái sự rung động của tất cả mọi người thôi. Cảm giác tất cả mọi người nhìn đều rất là giống nhau nè, xong rồi mọi người đều tỏa ra một cái năng lượng rất là ấm. Em vẫn còn nhớ cái ôm của anh Bon, cái ôm của anh Bon khi mà chào tất cả mọi người trước khi ra về đó, cái ôm đó rất là ấm luôn. Thì đó là cái mà em nhớ nhất từ những buổi mà tham gia trò chuyện tỉnh thức. Nên là ngày hôm nay tham gia vào buổi này rất là vui, nên là chia sẻ và cảm ơn mọi người tí xíu vậy thôi, chứ không có nói gì thêm hết. Dạ, cảm ơn mọi người. Trời ơi. Hay. Dễ thương quá. Cảm ơn Minh Anh. Em À, là chị Minh anh biết làm sao mà cái mạng nó bị lag rồi, tại cái năng lượng của em nó tuyệt vời quá đi, nó làm lag luôn Anh. cái mạng. Hôm nay nhiều năng lượng tốt quá. Thật sự thì khi mà Chí Huấn nói đi nói lại nó cũng không có gì nhiều hết trơn, nó chỉ có nhiêu đó thôi, tại vì sự thật nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta chia sẻ về cái cách làm người đi ha, nhân đạo á, thì nó rất là có thể rất là phức tạp, nó hết cái này tới cái kia, nào là phải như thế này, nào là phải như cái kia mới đúng, như thế nào là sai, như thế nào là sẽ bị trừng phạt vân vân, nó có muôn muôn thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói trực tiếp vô tới cái nguồn gốc á, thì nó không có gì nhiều để nói, thậm chí là nói ra là mình đã thấy nó hơi trật Nhưng mà hôm có một bạn chia sẻ một cái comment gì đó mà chỉ nói như Lão Tử nói là người biết không nói, người nói không biết. Nhưng mà cái câu đó Lão Tử vẫn phải nói. Nó khó khó vậy đó, nhưng mà chúng ta chia sẻ về sự thật nó vậy đó, nó bị đụng chạm nhau kiểu vậy đó. Hay gọi là cái biết, nhưng mà nó không phải là cái nha, nó không phải cái hình thù nó để mà chia sẻ nó không đơn giản. Thì Chí thường hay gọi nó là một cái nghệ thuật, nhưng mà khi mà ai đó có nhiều người có một cái trực giác rất là tuyệt vời, họ hoàn toàn cảm nhận được cái năng lượng mà chúng ta gọi là sự thật, cái nguồn gốc luôn, rồi có sống trong đó nhưng mà không chia sẻ đi được, nhưng mà họ đem nó ra một cái không gian này, không không có thể nói được. Mình chỉ hơi ồn nha, để tạm thời Quấn nói đi, để chỉ dặn nhỏ âm thanh lại chút xíu. Nãy anh Trí có nói tới Lão Tử, ngay cái câu đầu tiên của Đạo Đức Kinh, ông nói là đạo khả đạo phi thường đạo, nghĩa là đạo có thể nói đến, không phải là đạo vĩnh cửu. Nhưng mà nói xong câu đó rồi, ông nói tiếp những câu tiếp theo. Nói như thế, cũng có nhiều bạn cũng hỏi, giống như câu của Lão Tử đó, người biết thì không nói, người nói thì không biết. Vấn đề còn lại á, thì nó tùy thuộc vào người nghe. Nó có hai cách để nghe. Một cái nghe là cái nghe thu lượm cái kiến thức, có thể là anh Trí nói rất là đi sâu vào tỉnh thức. Vừa rồi cũng thấy clip mà tỉnh thức của anh lên đề xuất lên, thấy hơn 1 triệu người xem. Đó, rất là nhiều người xem về tỉnh thức clip và nhiều clip sau, nhưng mà hết clip này tới clip khác, chưa coi xong clip này là
hỏi ngay cái clip tiếp theo à. Làm nữa đi, làm nữa đi. Thì có thể là coi mà bằng cách là mình thu thập những cái kiến thức về về tỉnh thức, những cái hiểu biết về tỉnh thức, đó là một cách. Nhưng mà cách thứ hai, nhưng mà cái mà anh Trí luôn luôn hướng tới, đó là kể cả không phải trong ngôn ngữ mà trong cái sự chia sẻ, đó là hướng tới cái trạng thái mà trải nghiệm. Có thể là nói hết buổi trò chuyện tỉnh thức này tới buổi trò chuyện tỉnh thức khác, có thể nói cười, nói đủ kiểu hết, bao nhiêu clip thì cũng nói về đúng một cái chỗ thôi, đó là sự thật. Mà nếu mà người nghe mà chỉ cần một cái tích tắc, những cái chia sẻ của các bạn đó, có thể là nghe trong thời điểm này nó không có phù hợp, không thấy nó không hiểu nói gì ấy, nhưng mà rơi trúng cái hoàn cảnh, một buổi nhậu say hay là một cái buổi thất tình hay là một cái trường hợp gì đó, nó rơi vào cái tự nhiên nó nhớ cái clip đó, mở lên xem cái nó vỡ òa ra, nó rơi đúng cái trạng thái đó, rồi vô đủ chỗ đó là tỉnh ra thôi. Nên thì chúng ta nên cái mà có thể hướng, có thể nghe rồi sẵn sàng ở đâu đó rồi chỉ vậy thôi. Có mấy bạn giơ tay kìa. Quang La đi, Quang La có muốn nói gì không? Đó, đầu tiên em xin được gửi chào đến tất cả cô chú và anh chị, và đến chú Chí Vương cũng như anh Huấn và anh Châu Củ. Đây chắc là có lẽ là buổi đầu tiên mà em được tham gia một cái buổi nói chuyện về cái sự tính thức này, tại vì trong cái khoảng thời gian hè vừa rồi thì em cũng có gặp một số vấn đề, và nó kiểu như là khiến mình đánh mất thực tại, và nó làm cho em gián đoạn khá nhiều công việc ở trong cái khoảng thời gian hè vừa rồi ấy. Thì em cũng có đi khám bác sĩ, thì nói chung là bác sĩ thì họ chỉ kê đơn thuốc như bình thường, và họ cũng chỉ đưa ra mấy lời khuyên là mình cũng phải bớt suy nghĩ và tập trung về việc học cũng như là tập thể dục hàng ngày. Nhưng mà em hiểu tại sao khoảng thời gian đấy em lại kiểu suy nghĩ về cái vấn đề đó, nó lại khiến em bị ám ảnh đến mức mà kiểu đến mức mình phải nói chung là nó làm ảnh hưởng đến con người em rất là nhiều, nói chung nó khá là tồi tệ. Nhưng mà vô tình thì ở trên Facebook của em có một người bạn ấy, họ chia sẻ clip của tính thức của chú Johnny Chí Nguyễn, thì em cũng muốn vào xem, tại vì cái đề tài nó cũng đang khá là liên quan đến cái vấn đề mà mình đang gặp phải ấy. Thì xem buổi tối hôm đấy, thì nói chung là buổi tối hôm đấy khi mà em ngồi ngồi lắng đọng, em xem và nghe hết cái video đấy, thì em thấy mình có một cái chút gì liên quan ở trong cái video này. Và cả một cái buổi tối đêm hôm đấy thì tất cả những cái video mà liên quan đến tất cả các series trắng đen hay là các cái series thiền thức thì em xem hết trong một cái buổi tối, buổi đêm hôm đấy. Và nói chung là ngày nào cũng xem, cho đến bây giờ thì em đã vượt qua được cái vấn đề mà mình đã từng gặp phải trong mấy tháng hè, và cũng đã khá ổn định. Nói chung là bây giờ thì mọi thứ đang khá là tốt, và cũng muốn con muốn hỏi chú Chí là khi mà mình kiểu mình nhận ra được cái thực tại đấy, thì mình muốn chia sẻ hay là lan tỏa cho những trong người gia đình, tại vì trong gia đình của con thì bố mẹ với lại anh trai cũng là người đi làm hết, và cũng một phần đóng góp vào tiền học cũng như là tiền nói chung là tiền sinh hoạt hàng ngày, và
nói chung là họ vẫn đang kiểu bị một phần gánh nặng ở trong Luân Xa ấy. Luân Xa một, nhưng mà con muốn chia sẻ đến cho trong người trong gia đình, nhưng mà kiểu như họ vẫn không quan tâm lắm, không quan tâm về chủ đề lắm, và cũng vẫn chạy theo cái guồng mà đang diễn ra này. Và nói chung là đôi lúc họ cũng khá là cáu giận. Nói chung là vấn đề về gánh nặng bên xa thì nói chung chia sẻ với người trong gia đình cũng khó, nên là con muốn chú chia sẻ con ít lời khuyên. Ví dụ mình muốn chia sẻ với các thành viên trong gia đình thì mình tiếp cận hay là nói chuyện cách như nào để họ thấu hiểu các cái vấn đề mà họ đang bị trong cái guồng quay của cái vấn đề Luân Xa ấy. Vâng. Thì thường thì ai ai cũng như vậy, mình thấy cái gì hay, mình thấy một cái câu khi mà đọc cuốn sách hay, mình thấy nó rất là lý thú, mình thấy đây là một cái có thể giải quyết được cái vấn đề cho ai đó. Nhưng mà nhiều khi cái vấn đề đó đó là phần lớn là chính mình thấy cái vấn đề ở người ta, có nghĩa là mình thấy chứ người ta không thấy, người ta không có coi cái đó là một cái vấn đề. Ví dụ người ta đang chọn một cái lối sống như vậy, đang chọn cái những cái trải nghiệm đó, khi mà mình gọi là mình không chọn cái trải nghiệm đó, mình tìm một cái đường hướng mà mình thấy nó thoải mái, ví dụ vậy, mình không mình nghiên cứu về những cái tài liệu tỉnh thức, hay mình đọc sách, hay là mình coi clip vân vân, rồi mình có một cái sự nhận biết đó. Thế là tại do chính mình đã đặt về cái chiều hướng đó, mình đặt cái tâm về chiều hướng đó, mình tìm ra. Và thật sự tất cả những cái mà mình nghe, mình nghiên cứu đó đó, nó đã sẵn ở trong cái tâm của mình rồi, thì mình nghe mình mới biết được. Nó đã có sẵn ở đây rồi, mình nghe mình chỉ thấy nó đúng, nhưng mà nó đúng là tại vì mình thấy nó đúng ở trong đây rồi, chứ không phải là mình cần tin gì người ta hết trơn á. Mình nghe bất kỳ, nhưng mà những người thân của mình á, hay là những người bạn bè của mình, hay ngay cả gia đình của mình, ngay cái lúc mà họ chưa có gọi là kết thúc cái trải nghiệm của họ với cái chiều hướng đó đó, rất là khó để mình chia sẻ những cái tài liệu này. Giống như là họ còn đang thích thú với cái chiều hướng đó, còn đang thích thú trải nghiệm cuộc sống như vậy. Khi mà họ thấy cái này nó không có cái cách họ trải nghiệm cuộc sống, nó không có thoải mái nữa, họ không thích nữa đó, thì họ sẽ nhìn trước hết là chung quanh coi ai thoải mái. Nếu nếu mà lúc đó toàn thoải mái thì họ sẽ nhìn, và giống như là Hướng có kể một câu chuyện ở trong cái sở làm của Hướng đó, thì chắc Hướng sẽ kể rõ hơn, là có một cái người đồng nghiệp mà ở trong cái sở làm đó nó rất là bận, đúng không Hứng? Nhưng mà người đồng nghiệp đó nhìn thấy là Hứng là một ngày nào đó tới tự hỏi, tôi muốn cái mà anh có đó. Có nghĩa là như vậy, chính cái người đó họ phải tự nhìn nhận ra là cái chiều hướng họ đang đi đó đó, cái mà họ đang ôm đờm đó đó, nó không thích hợp với họ nữa. Như vậy á thì mình mới cần chia sẻ. Thật sự thì họ, nếu mà họ không thấy cái đường này nó là một cái vấn đề, thì nó cũng không phải là vấn đề gì cả, nó chỉ là một cái trải nghiệm thôi. Dù sao đi nữa nó cũng là những cái vô thường họ đang trải nghiệm thôi. Hết cái dòng trải nghiệm đó thì họ tìm ra một cái đường hướng sự thật cũng được, không sao cả, nó không có không không mất mát gì cả.
nó giống như là chúng ta chơi những cái trò chơi hay coi một cuốn phim thôi. Cái cuốn phim này nó có thể bi đát gấp mấy cũng không sao nữa, hết phim thôi. Nên là chúng ta hết thích xem phim đó thì chúng ta qua phim khác chúng ta xem. Nên nó cũng không có gấp gáp gì mà chúng ta phải chia sẻ với họ. Ví dụ vậy. Hoặc là ở một cái bất kỳ ai, ngay cả những người tuyệt vời nhất, những người siêu cỡ nào đi cũng không có chia sẻ với cái người không muốn nghe. Một cái người giống như có kể một cái ví dụ, một cái cô nàng nào đó đang coi một cái phim tình cảm trên 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 màn hình, rồi những cái nhân vật ở trong đó, hai cái nhân vật ở trong đó, một người bạn trai chết đi, người bạn gái khóc, rồi khóc sướt mướt, rồi thành cái người coi đó, cái người đang coi đó cũng khóc sướt mướt theo, thì tại vì họ đang thích thú xem phim đó, hết phim đó thôi. Chứ còn nếu mà họ đang trải nghiệm cái cuộc đó, cái cuộc trải nghiệm đó, đang rất là tha thiết trải nghiệm đó, mà chúng ta gọi lại hỏi, ê tỉnh thức đi, phim đó, thì nó không có nhất thiết là phù hợp với họ, họ không nhất thiết đang cần cái đó, mà không thấy đó là vấn đề, chỉ có chính mình thấy người ta có vấn đề thôi, đó là cái vấn đề mình đang tạo ra ở trong đầu mình đó, chứ còn đó chỉ là một cái sự trải nghiệm mà người ta đang thích thú để trải nghiệm, nên không sao cả, mình không cần phải họ không cần phải có một cái sự chia sẻ khi mà họ chưa muốn, không con cứ bình tĩnh và trải nghiệm cái sự thoải mái của mình. Một ngày nào đó họ thấy ô sao bên đây thoải mái quá vậy, thì họ sẽ đặt câu hỏi làm sao để thoải mái, vậy lúc đó thì chia sẻ. Con muốn hỏi thêm một chút nữa là khi mà con được lĩnh hội cái sự tỉnh thức cũng như là các cái video mà qua của chú truyền đạt ấy, thì con cảm nhận được cái sự sự cội nguồn mà khi khi mình lĩnh hội đủ tất cả ấy. Ví dụ mình đang gặp một cái vấn đề có thể là áp lực học hành, hay là một cái vấn đề gì đó mà mình không may mắn mình đen đủi tự nhiên nó xảy đến trong cuộc sống này, thì trước đây khi mà con gặp mấy cái vấn đề như thế thì con khá là day dứt, nói chung là trong một khoảng thời gian ngắn, cũng có thể là một tuần, một tháng. Nhưng mà đến khi được gặp một cái sự cố ngẫu nhiên vào cái khoảng thời gian hè vừa rồi, và được tiếp cận đến những cái video của chú truyền đạt ấy, thì con xem lĩnh hội, thì khi mà mình gặp những cái vấn đề ấy, thì mình chỉ cần mình hít thở một hơi đều, thì những cái suy nghĩ, những cái vận cái đen đủi ấy, tự nhiên nó không cắn rứt, nó không làm ảnh hưởng đến cái thân thể của mình ấy. Con không biết nhiều người ở đây đã trải nghiệm qua đấy chưa. Con nghĩ là nếu mà mình mà lĩnh hội cũng như là được cái sự cội nguồn ấy, thì những cái vấn đề như kiểu đen đủi hay là không may mắn ấy, thì mình gặp phải thì mình cũng không phải day rất nhiều. Mặc dù cái đợt vừa rồi thì con cũng mất một khoản tiền oan khoảng tầm 2-3 triệu, nhưng mà con không cảm thấy day dứt. Khi mà con suy nghĩ về cái sự cội nguồn ban đầu của mình đấy, nếu mà đặt ở trong cái khoảng thời gian mà trước kia của quá khứ ấy, thì nếu mà mất khoản tiền thế thì chắc chắn là rất là day dứt, rất là dài, có thể là 1-2 tháng. Nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy rất là healthy, rất là cuộc sống rất là trở lại của ban đầu, rất là nó rất là tinh khiết đấy. Vâng. Nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu có cái thói quen nhìn nhận ra được suy nghĩ hay là cảm xúc đó, hay là những cái sự vướng bận của mình đó, thì mọi thứ nó đơn giản, mọi thứ nó trở thành rất là đơn giản. Không, cái tất cả cái nỗi khổ của chúng ta đều là như vậy thôi à.
chúng ta đang đang siết chặt một cái lập luận nào đó, chúng ta đang chấp vào một cái này là đúng, mà tự nhiên chúng ta ôm đợp nó mà chúng ta khổ với nó, mà đó chỉ là do mình tạo thôi chứ không ai hết trơn. Ví dụ như ở không gian ở ngoài thì do duyên nó đến hết này tới kia vân vân, nhưng mà chúng ta không có khổ với lại những cái này. Hết này tới kia tới thì chúng ta trải nghiệm nó thôi, nhưng mà chúng ta khổ là do cái một cái gì đó chúng ta tạo lên và chúng ta bám ở trong đầu thôi. Mà thường nó là những cái thứ mà chúng ta không chuộng, chúng ta tạo lên một cái tình huống gì đó không chuộng và chúng ta nghĩ đến nó và chúng ta bám với lấy nó. Nên là khi mà chúng ta bắt đầu nhìn ra được cái đó ở trong mình rồi đó, thì mọi thứ nó giống như con nói vậy đó, nó dễ, nó không có gì khó chứ, để mà có một không gian thoải mái. Thì cái đó là giải thoát, đó là một cái sự, tại vì khi mà chúng ta gọi là giải thoát cái gì, tại vì không có ai mà trói buộc chúng ta ngoài những cái suy nghĩ đó của mình thôi. Nhưng mà suy nghĩ lên những cái suy nghĩ mà mình không thích, suy nghĩ những cái trải nghiệm mình không muốn trải nghiệm, nhưng mà trong lúc mà mình suy nghĩ, mình đang trải nghiệm những cái suy nghĩ đó rồi. Và từ từ cái cách thức đó là cái cách để mà tạo cái năng lượng để mà thu hút cái điều kiện đó tới. Tại nó cái lực hấp dẫn đó nó dễ hiểu lắm, đúng không? Chúng ta nghĩ về cái gì á là từ từ nó sẽ đến gần với mình hơn. Ví dụ chúng ta thích cái gì đó hay ghét cái gì đó, có nghĩa là chúng ta đều nghĩ đến nó. Ngay cả chúng ta thích nó cũng là nghĩ, mà ghét nó cũng là nghĩ. Thì cái đó nó là một cái giống như cục hít vậy đó, để cho cái đó đến gần hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta không có cần phải nghĩ tới những cái chúng ta không chuộng. Ghét mà cứ nghĩ hoài. Vậy nghĩ chi, đúng không? Tại cái nghĩ đó là do mình có thể cắt đi mà. Nên mình không thích, mình không nghĩ thôi. Không nghĩ thì nó đâu còn nữa đâu. Kiểu như vậy. Thấy vậy là con bắt đầu rất là thoải mái rồi, đơn giản. Nãy có một cái bạn hình như trong chat hỏi sơ ngộ với đại ngộ, đúng không? Nhưng mà giờ thấy có nhiều bạn giơ tay lên quá, không biết là mình tiếp tục nói về cái nào. Alo, em mời chị nói đi ạ. Chào em. Nãy giờ giơ tay lâu quá nên không biết nói cái gì. Quên. Thật sự thì em không có câu hỏi gì cho anh Trí hết, nhưng em chỉ muốn chia sẻ thôi, tại vì em thấy mọi người ở đây thì mọi người chắc trẻ nhiều, mấy bạn trẻ nhiều, thì em cũng đang đi trên cái con đường mà em thấy là thật sự nó rất là hạnh phúc thôi. Thì có thể là em nói không có hay nha, mọi người có thể thông cảm xíu nha. Em nhớ cái gì em sẽ nói cái đó. Thì em thấy là mình lúc trước á, mình hay bị gặp một cái vấn đề gì đó, mình hay đi tìm bạn bè và mình hỏi ý kiến của từng bạn bè. Ví dụ như có 5 người thì sẽ có 5 ý kiến khác nhau. Thì lúc đó, tại vì lúc đó mình không có tự chủ được cái con người của mình, và lúc đó mình cứ nghe theo mọi thứ xung quanh bên ngoài. Thì cái năm, ví dụ người thứ nhất kêu mình làm, mày phải nên như vậy, cái tự nhiên mình nghe theo cái người thứ nhất. Xong người thứ hai lại, mình có thói quen mình hay gọi điện thoại á, cái người thứ hai nói một cái vấn đề khác, mình lại nghe theo một cái người thứ hai nói về cái chuyện khác. Thì lúc đó mình bị giống như là mình bị nó xoáy vô, và mình càng nghe mình càng thấy là rất là nhức đầu. Và lúc đó em cũng tập, em cũng tập thiền nhưng không có hiệu quả. Nhưng mà sau này em cũng không biết sao, hiện tại em đã ăn chay được 6 tháng và em cảm thấy là mọi thứ em rất là hài lòng. Tại vì có một lần trước 6 tháng đây thì thường em nghe có một cái câu là
khi con người ta mà bế tắc hết mọi thứ á, chạm đến nỗi đau con người á, khi mà bị dí vô đường cùng thì họ sẽ bứt phá ra, họ sẽ tỉnh thức. Thì xong rồi thì em đặt ra trong đầu em á, nếu như mình muốn làm một cái điều gì đó, trước tiên tại vì em thật sự anh là em suy nghĩ là tại sao mình có hết mọi thứ trong đời này rồi nhưng mà tại sao mình vẫn không yên và mình cảm thấy mình lo lắng trong lòng mình hoài. Thật sự trong giống như là trong trong lòng em chưa cảm thấy nó thật sự là hạnh phúc. Em đi nhiều nơi trên thế giới hoặc là em đi tất cả nhưng em vẫn không thấy nó hạnh phúc được. Thì em mới nghĩ ra là cái chuyện gì em nói em cũng làm được hết, nhưng có một cái chuyện em chưa không có thể làm được là em ngồi thiền đều mỗi ngày. Tại vì mình muốn làm cái gì đó thì mình phải làm thành cái thói quen trước. Thì xong sau đó em không biết em nói là chắc là có một cái năng lượng gì đó em không biết, là bây giờ là mỗi ngày em thường là 9 giờ mấy, tự nhiên cái giờ đó là em ngủ xong rồi. Bây giờ mỗi ngày em đều thức dậy 4:30 sáng, em tập yoga và em mỗi buổi chiều thì em ngồi thiền 1 tiếng. Thì em muốn nói với mấy bạn á, khi mà mấy bạn muốn mà thật sự ra thì có một câu hỏi nào không phải anh Chí và mọi người có thể lúc nào cũng lên hỏi anh Chí là em cũng có từng như vậy. Em có từng một cái cô em hay hỏi là trời tại sao mà em bị như vậy, sao cái em nghe vấn đề từ cái người khác nói cho em nghe nhưng mà mình vẫn cứ hỏi hoài à. Nhưng đến một lúc em không có hỏi, thì em có lên YouTube em coi thì em thấy là những cái có những cái clip anh Chí nói á, không phải những cái câu mình thắc mắc nhưng mà nó thật sự ra một ngày nào đó những cái gì những vì một cái comment nhỏ thôi các bạn đọc á, thì một ngày nào đó tự nhiên nó sẽ thấm như các bạn, ví dụ như 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng thì nó sẽ áp dụng được. Ví dụ em thấy như vậy và nó đơn giản, nó dễ hiểu. Cái mỗi tối em nghe thì sau này á thì em thấy thật ra thì mình con người mình á nó cũng không có hoàn hảo, nhưng mà bây giờ em vẫn giận dỗi, nóng nảy. Em tất nhiên giống như là không phải là nói là mày ăn chay sao mà mày ăn chay, mày ngồi thiền sao mà mày dữ quá vậy, hoặc là cho mày nạt hả, sao mày chửi thề vậy, ví dụ như vậy. Thì cái nhưng mà em, người ta nói gì mặc kệ người ta, nhưng em vẫn ăn chay, em vẫn ngồi thiền. Em thấy cái điều đó tại vì mình ăn ít một chút nhưng mà mình dành tình thương cho nhau thì cái điều đó quan trọng hơn. Lúc trước em cũng đi từ thiện nhưng mà sau này em không có đi. Lý do một cái điều này nè là tại vì trong lòng em nó chưa có yên á, nên có những lúc đi từ thiện có những cái người người ta không cùng hợp ý với mình thì có thể mình cãi nhau. Em thấy rất là nhiều cãi nhau và mình nóng giận trong cái buổi từ thiện đó thì nó cũng không nói chung là em thấy là khi cái tâm mình nó an rồi mà mọi thứ giống như mình không quan trọng vấn đề tiền quá hay này kia quá hoặc là này kia thì mình sẽ bình an hơn, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ em vẫn giận dỗi, em vẫn nóng nảy. Nói chung có lúc em thiền thì em thấy ồ sao tại sao mà mình thiền 6 tháng trời, em mới đi 6 tháng thôi, mình ăn chay này kia nhưng mà sao mình vẫn nóng nảy quá. Thì sau này em mới nghĩ ra một cái điều là mình là con, giống như là cái con người mình á, mình vẫn nóng nảy. Em cảm nhận được mình vẫn nóng nảy, mình vẫn nổi giận tất nhiên, nhưng mà cái nỗi buồn đó mình trôi qua nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Mình bớt dày vò bản thân mình và người khác trước khi mà mình, nói chung là mình, con đường dẫn em đến cái này thì cũng là em tập yoga cũng 5-6 năm rồi. Thì em, con đường dẫn em đến là lúc mà yoga em hay tập những cái tư thế nặng lắm. Thì nó giống như là bây giờ thì em làm gì nó thư giãn hơn, em cảm thấy cái gì đó em thích thì em làm và em không nghe người khác nói, em cũng vẫn để cho cái sự em, giống như em nói sao ta, mình chưa thật sự ra là mình, có thể là những cái nóng nảy đó do đời em nghĩ thôi, em không biết đúng không, là do đời mẹ mình, đời bà mình nó đã nóng như vậy rồi. Thật sự ra tánh mẹ em cũng nóng lắm, y chang cái bản tính của em. Thì mình thấy trời ơi, cái phiên bản của mẹ mình ra là mình, nếu như mình tiếp tục như vậy thì tiếp tục cái đứa con mình y chang như vậy. Nên em có nhìn thấy những cái đứa con em có những lúc em nóng,
nó y chang cái tính nóng của mình, nên nó bây giờ mình không cần phải làm cái điều gì nhiều, mình làm cho chính bản thân mình để con mình nó nhìn theo mình rồi nó sẽ thay đổi theo. Em thấy những cái điều đó thì nó em tại sao em làm được thì em thấy trong lúc thiền và những cái em thay đổi đó nó có thay đổi trong cái cuộc sống em rất là nhiều, rồi mọi thứ em không có em nghe mọi cái điều này nọ thì em hay lên YouTube em nghe, thì mọi người nếu mà có thắc mắc hay có cái gì á, thường á mình ngồi một mình á, mình ngồi với thiên nhiên á, thì thật sự ra tới bây giờ anh có những lúc em ngồi thiền em rớt nước mắt rất là nhiều, em khóc, có thể hôm qua em cũng mới khóc, nhưng mà không phải khóc vì một cái điều mà em đau khổ, vì cái điều mà em không được nói, nhưng mà cái nước mắt đó là chưa bao giờ em khóc được, là tại vì em thấy thật sự nó quá hạnh phúc, vũ trụ ban cho em mọi thứ quá nhiều. Cái xong rồi á hả, trước mặt mình ngọn gió, những cái cây này kia, mình tự nhiên mình ngồi mình thấy mình đâu có cần phải đi, tại vì em hay đi nước ngoài, em hay đi mấy cái nơi đẹp á, thì em sau này em mới nói là không, em không, bây giờ hiện tại nhà mình là một cái nơi mà mình đã cảm thấy nó đầy đủ, nó hoàn hảo cho mình rồi, nên mình cũng không cần phải đi đâu, mình cũng không có kiểu mong cầu nhiều, nên em chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy một chút thôi, chứ cũng không có cái gì. Cảm ơn chia sẻ của Thanh. Cảm ơn em. cũng có nhiều người ở trong cái tâm trạng giống giống em, mà cần một cái sự đồng ý hay là cần cái sự suy luận của những người khác chấp nhận mình hay là hướng dẫn mình như thế nào cho tất cả những quyết định luôn. Nhưng mà giống như là trong một cái cá nhân đó đã có rất là nhiều cái sự suy luận rồi, để mà nó đã mệt mỏi với lại những cái suy nghĩ đó, mà chúng ta còn đi hỏi thêm nhiều ý kiến nữa thì tổng hợp lại là một đống ý kiến luôn. Nhưng mà rõ ràng á, thì mà có một cái tình huống nào đến mà chúng ta cần phải chọn một cái chiều hướng, một cái con đường, thì ở trong mình á, các bạn để ý thử nha, ở trong mình á, luôn luôn có một cái chiều hướng, luôn luôn nó biết nó muốn cái gì, biết nó thích cái gì, biết chuộng cái gì, nhưng mà chúng ta sẽ suy luận ra và chúng ta sẽ nói ô cái này không tốt, cái này vậy, cái này có lợi hơn, cái này tương lai sẽ vậy, thì tất cả cái đó làm chúng ta mệt mỏi. Nhưng mà cái tâm mình nó luôn luôn có một cái chiều hướng, nhưng mà chúng ta lặn bỏ mấy cái rối loạn suy luận nó ra ha, là chúng ta sẽ nhìn ra được cái chiều hướng chúng ta thích lường, nó rất là đơn giản. Mình rõ ràng mình chuộng ở đó, mình sao mình suy nghĩ đủ thứ cái vấn đề mà nó có thể diễn ra mà chúng ta không thích về nó vậy, ví dụ vậy à, nên hay là xong rồi chúng ta suy nghĩ đủ thứ cái vấn đề mà có thể diễn ra, xong rồi chúng ta đi hỏi bạn bè coi có phải như vậy không nữa. Thì người ta cũng suy nghĩ đủ thứ vấn đề chia sẻ ngược lại với mình à, thì nó thành một mớ nhưng gọi là bồng bông. cái điển hình của cái này là có chỉ là một người thích chạy mô tô, và mô tô hấp dẫn nhất là khi mà chúng ta đi du lịch đi xa với mô tô. Nhưng mà chỉ biết có rất là nhiều người cũng thích chạy mô tô nhưng mà không dám đi đâu hết. Tại vì người ta lập ra quá nhiều cái tình huống mà người ta không muốn gặp sẵn ở trong đầu á, thành người ta không dám đi. Người ta lập ra tình huống là ồ rủi giữa đường hư xe vậy sao ta, ồ rủi gặp cướp vậy sao ta, ồ rủi 100 cái rủi. Ta là không có một cái trải nghiệm được, cứ ngồi ở nhà biết, không có dám đi đâu cả. Nhưng mà khi thật sự ở trong người ta là rất là thích muốn trải nghiệm đó, có một cái sự thôi thúc, người ta cảm nhận được, người ta muốn trải nghiệm đó, nhưng mà quá nhiều cái suy luận thành không có trải nghiệm được. Cho nên
nó hạn chế cái sự sống. À, có nghĩa là cái sự lo sợ của mình á, nó không có giúp cho mình sống mà nó hạn chế cái sự sống của mình lại. Nó thành một cái không gian rất là nhỏ bé. Nên khi mà chúng ta đối mặt với một cái gì mà còn chúng ta còn chọn lựa đó, thì cứ lắng nghe ở trong mình á, nó có cái câu trả lời, có câu trả lời rất là rõ. À, mà chúng ta không cần phải suy luận. Nó có cái ngẫu hứng rất là rõ, nó có một cái sự chọn rất là rõ. Đó, chia sẻ cho các bạn. Tôi hứa nha, chị mở cửa cho bạn chút xíu. Dạ. Câu chuyện của Thanh á là câu chuyện rất là điển hình. Câu chuyện đó là đại diện cho rất là nhiều người và cũng được rất là nghe. Khi mà mình đạt được gần như mọi thứ rồi, mình có theo cái tiêu chuẩn của người khác mà nhìn vô là như sướng, quá sướng. Đi nước ngoài rồi đạt được về tài chính rồi gia đình rồi mọi thứ hoàn hảo hết. Nhưng mà mình lại rơi vào một cái là không hạnh phúc. Thậm chí là rơi vào cái nỗi đau mà gần như là tột cùng. Buộc. À, nhiều người ngồi đó và đặt câu hỏi là ủa, như vậy rồi sao nữa? Và chính cái câu hỏi rồi sao nữa đây à, thì chúng ta thấy là bởi vì nó có một cái sự lập trình là chúng ta phải có cái này thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, phải có sở hữu nhà, phải có gia đình, phải có con, phải có cái gì đó, luôn luôn phải có phương tiện để đạt được cái mục đích là hạnh phúc. Mà nhưng mà mình có được cái phương tiện rồi nhưng mà mình cũng không có hạnh phúc. Thì như vậy á, cái sự lập trình đó là cái lập trình sai lầm. Là chúng ta được xã hội, tâm trí chúng ta được cài đặt là cần phải có phương tiện để có cái hạnh phúc. Nhưng mà cho đến lúc đó mình nhận ra là mình không cần. Mình là cái sự hạnh phúc sẵn rồi. Trang phúc mình sẵn có. Trang phúc, muốn nó thích cái từ trang phúc mà anh Trí dùng. Trang phúc là hạnh phúc chân chính, hạnh phúc chân thật, hạnh phúc mà nó không có phụ thuộc vào ngoại cảnh. Không phải là được cái này có cái kia thì đạt được cái nọ người ta mới được hạnh phúc, mà chúng sẵn có này, hạnh phúc chân chính. Chúng ta nhận ra sự thật, và cái hạnh phúc mà chúng ta nhận ra sự thật á, nó luôn luôn sẵn có này. Rồi sẵn có rồi thì chúng ta có cái này, đạt được cái kia, và lúc đó chúng ta không có bị phụ thuộc và chúng ta được tự do. Tự do khỏi cái ngoại cảnh. Trước giờ chúng ta bị phụ thuộc vào ngoại cảnh, thậm chí là phụ thuộc vào cái nhận xét, đánh giá của người khác. Những cái nhận xét, đánh giá người khác là khiến cho chúng ta rất là bận tâm. Và chia sẻ của Thanh, Hùng cũng nhớ tới là chia sẻ của Quang trước đó. Nó có cái là nhiều khi mình có những cái trải nghiệm, mà thậm chí là trải nghiệm rất là sâu. Khi mà các bạn nghe những cái chia sẻ, những cái clip của anh Trí mà trên YouTube, mà mình nhận ra cái gì đó là cái gì đó ở bên trong các bạn nhận ra. Chứ cũng clip đó mà có thể người khác họ xem, họ có thể nói là nói gì không hiểu không? Thì cái trải nghiệm, cái sẵn sàng ở đâu đó nó nhận ra. Cách đây mấy năm thì cũng có gặp một anh, và anh cũng có những cái trải nghiệm nhưng mà anh đi chia sẻ lại với người khác thì người ta bảo anh là điên rồi, bị điên, và thậm chí người ta đưa anh vô cái bệnh viện tâm thần á. Và khi mà anh gọi điện cho Hướng thì anh đang điều trị tâm thần, nghe uống thuốc á. Thì khi mà anh chia sẻ những cái trải nghiệm của mình thì ra những cái trải nghiệm mà mình nói là nó có những cái nhá hàng của tỉnh thức á, mà khi mình chia sẻ với người khác sai rồi, điên rồi. Nên thành ra là đó là một những cái lý do mà có những cái buổi nói chuyện á như thế này, hay là có những cái buổi trò chuyện tỉnh thức, những cái clip mà nói chuyện với anh Trí, anh Charlie, là một số anh chị em khác, để mà khi mình nhiều người nghe xong cảm thấy mình rất là những trải nghiệm rất là đồng đều. Và chính cái sự sự thật, nhận ra sự thật, cái sự sẵn sàng, cái gì trải nghiệm ở bên trong Thanh với lại Quang, những nhận ra những cái gì mà anh Trí nói.
Con chỉ chia sẻ vậy. Có một cái muốn xin phép anh Huấn, anh Chí với cả 200 anh em ở đây là có một em gái giấu tên thì có muốn trình bày một cái ca khúc ạ. Không biết là chị có thể bỏ vài phút ra để hẳn. Tự nhiên. Okay. Thì em gái giấu tên bật mic lên đi. Nhưng mà có một cái chú ý là chị ở đây chỉ hát thôi nhá, còn không kêu gọi donate hay là từ thiện gì nhá. Nhớ nhá. Chỉ hát thôi. Cảm ơn. Trời ơi, có bị nghe tiếng mưa bên em không? Không đâu em. Ok. Mọi người nghe tiếng đàn không? Ok nha. Chào mọi người. Chắc mọi người lại quên tên em rồi. Em là Minh Anh. Quên mất nãy chưa giới thiệu. Bây giờ em sẽ hát bài Follow của Lê Cát Trọng Lý. Tiếng đàn hơi nhỏ nhưng mà mọi người kể nó đi. Mọi người nghe tiếng hát của em được rồi. Em hát không có hay đâu nhưng mà kể em thích hát. Em ngồi thu lúc em hát về giấc mơ đã mơ ai nhớ lại những cơn mộng xưa giống như màn trăng ai thương tìm mưa về lang thang em hát về tay tên đã mất ai nhớ lại sông trên đại dương gió đi từ đâu em nhìn em khóc nhìn con đường thăng thăng ai ghé về nhớ mùa ký ức xin cúi đầu cái ơn nặng sâu cái thương thầm lâu tôi biết vui đi con đường trong tim tôi hát về giấc mơ cao cao ai có buồn hãy nghe lời tôi hãy nghe lời tôi biết điều trong xa em ngồi thu lúc nhìn mưa về lang thang nhìn con đường thăm thẳm nhìn con đường trong tim hết rồi mọi người thấy rồi á, nó có quá trời cá để nhìn, có quá trời con đường luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là ta chọn được con đường phù hợp cho riêng ta nè. Và ta cảm thấy được những giây phút bình yên trong cuộc sống. Ví dụ như ngày hôm nay, rất là mong là bài hát của em sẽ giúp cho mọi người vui hơn một chút. Sau rồi, tối nay ngủ ngon thêm một chút nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Minh Anh, dễ thương quá. Như là mọi người bị đóng băng đúng không? Trước khi mà đến với chị tiếp theo thì em có một cái comment thấy là mọi người bảo là hay. Thực ra là em cũng không biết là vì sao nó hay đâu nhá. Nhưng em thấy là mọi người bảo hay thì là muốn hỏi thì em xin phép đọc lại nhá. Em cũng thấy nó bình thường ấy, chả hay lắm. Từ bạn Hiếu N.
Em xin phép được hỏi là những điều tiêu cực mình cảm thấy nó giảm dần, không còn xuất hiện nhiều nữa. Vậy liệu có phải do mình hiểu được lý do của tiêu cực hay mình đang dùng những công cụ khác để kìm nén tiêu cực lại ạ? Biết là anh có nghe được, anh có hiểu cái câu hỏi đấy không? em cũng không thấy hay lắm. Hay rồi, câu hỏi hay. Hướng nói hay, hướng nói đi. Cả hai, có thể là cả hai. Cái thứ nhất là mình có những cái phương pháp mà mình chuyển đổi từ cái tiêu cực qua tích cực, những cái gọi là NLP, những cái phương pháp mà self-help, chuyển đổi. Có lần nói chuyện với anh Trí, anh dùng cái từ mà giống như là dịn bom á, tiêu cực cái sau cái mình dạy xuống mình cắt, tiêu cực cái mình dạy xuống mình cắt, mình nói những cái lời tích cực hay là mình nghĩ tới những tích cực ấy. Giống như là mình tạm gác qua cái tiêu cực đó, thì cuộc sống nó cũng cải thiện, nó cũng ít tiêu cực dần. Và theo cái luật hấp dẫn thì càng ngày mình thu hút cái sự tích cực hơn. Nhưng mà cái mấu chốt nó vẫn ở cái chỗ là qua lại giữa tích cực với tiêu cực, có nghĩa là nó vật lộn qua lại giữa cái nhị nguyên ha, giữa hai mặt của đồng tiền thôi. Tỉnh thức, mình nói tỉnh thức thì mình lên trên một xíu, có nghĩa là mình vượt qua cái tính hai mặt của nó, cái gọi là nhất nguyên á. Thì mình nhận ra trong cái câu hỏi của bạn thì nó có câu trả lời đó, nó có sẵn câu trả lời rồi, có nghĩa là trong cái cấu trúc, cái nguyên nhân mình nhận ra cái đau khổ, cái tiêu cực ấy, là do cái tâm trí của mình nó suy diễn, nó phân tích rồi nó cuốn theo đó trong cái vô thức của mình, nó cuốn theo và mình bị sa lầy vào đó và mình đau khổ, mình đắm chìm. Thì khi mình nhận ra hóa ra là do cái tâm trí mình nó vận hành thôi, cái gì nhận ra. Cái gì nhận ra cái đó. Nhận ra cái biết á, cái nhận biết á, nhận ra. Khi mình nhận ra thì nó không cuốn mình theo nữa. Giống như nãy Quang cũng có chia sẻ đó. Khi mà trước đây thì mất tiền hay là những cái sự cố nhỏ như vậy có thể đau khổ rất là lâu dài, nhưng bây giờ mình nhận ra. Điều đó. Không còn đâu. Tiếp theo là chị Trinh Đoàn. Em chưa dám bật mic chị Trinh Đoàn bởi vì là em không thấy cam ấy. Tối rồi mà có tiếng mà không có người thì em sợ lắm. Nếu mà được thì chị bật cam lên, chị bật tiếng. Đây rồi. Ok, mời chị Trinh Đoàn nhé. Chào anh Chí và anh Huấn và em chào cả mọi người nhé. Lần đầu tiên thì em cũng tham gia Zoom lần đầu tiên ạ. Và em có biết tới anh Huấn trong các video của YouTube chắc cũng được hơn một tháng rồi. Thì cũng có xem tất cả các video của anh Huấn và cũng có cả của anh Chí nữa. Thì trong cái câu chuyện mà của hai anh ấy thì em không hiểu, em có nghĩa là em đồng cảm mà em hiểu được cái những cái điều của hai anh nói, mà không biết là có nghĩa là nói là em hiểu luôn và đồng cảm luôn, là cũng như là mình có luôn đấy, có sẵn luôn đấy. Thì em hôm nay thì em cũng có chia sẻ một chút về cái quá trình mặc những cái câu hỏi mà các anh hay nói là tỉnh thức. Thứ nhất là câu hỏi của em lúc đầu tiên em đưa ra cách đây cũng phải 13 năm rồi đấy. Bây giờ là 13 năm. Là lúc đấy em 20 tuổi. Thì em bảo tỉnh thức, đợt đấy em bảo là chân lý, chứ không phải tỉnh thức, thì chân lý, tỉnh thức là một cả. Thì em bảo tỉnh thức là gì? Vì sao mình lại tìm tỉnh thức? Tìm cho câu hỏi tỉnh thức. Và cái con đường để mình tìm ra cái tỉnh thức đấy, là cái cách thức để mình đi ấy. Thì em bảo, em đó là câu hỏi và em đi tìm cái câu những cái hỏi đấy. Thì em đến thời điểm hiện tại bây giờ thì em trả lời cho câu hỏi đó là tỉnh thức nó chính là cái nguồn cội, nguồn gốc, nó là nguyên bản,
nó là vĩnh cửu. Thì tất tất nhiên là tỉnh thức nó là như vậy, và chắc chắn là nó tồn tại vậy. Thì đó là do mình quên nó đi, mình bị mất trí nhớ về nó, mình phải đi tìm cái kiểu như vậy, chứ không phải là mình là cái nó tỉnh thức là gì ghê gớm hay to tát gì cả, mà nó ra có sẵn trong tự nhiên như vậy, tại do mình bị mất trí nhớ, mình quên nó, thì bây giờ mình phải đi tìm. Đó là cái câu trả lời về vì sao mình phải đi tìm tỉnh thức, đó là do mình quên. Thì có những rất là nhiều câu hỏi của mọi người cũng giống như em, hỏi ra vì sao thế này, vì sao thế kia, thì nó cũng giống như là một cái ánh sáng của mình nó đang bị chập chờn ấy, cái bóng điện nó bị chập ấy, nó cực âm và cực dương nó chưa ổn định ấy, thì nó lóe nó một tí cho mình nhìn thấy để mình đưa ra những câu hỏi như vậy ấy. Thì có những người mà tùy tùy từng cái môi trường của từng người để đưa ra từng câu hỏi khác nhau, đó là do cái ánh sáng nó chỉ sáng một chút để cho mình nhìn thấy, để mình lựa chọn, để mình đi tìm hiểu về nó. Thì em cũng vậy. Thì trong quá trình mình trải nghiệm ấy, thì có những người phải rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn, người ta mới thức tỉnh và giác ngộ ra được, ví dụ vậy. Nhưng có những người, người ta không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng người ta cũng có những cái câu hỏi như vậy, người ta phải tạo ra. Ví dụ như nếu như mà một người mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn để người ta thức tỉnh, thì đó là một điều rất là may mắn. Nhưng có những người, người ta không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người ta phải tạo ra cái khó khăn đấy để người ta trải nghiệm. Đấy, thì em cũng là một trong những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là mình tự tạo ra cái khó khăn để mình trải nghiệm, để mình cho những cái câu trả lời của mình. Thì cái câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi về cái con đường, cái cách thức để mình tìm được cái bản nguyên của mình, cái cội nguồn của mình. Đấy, đó là mình đưa ra một câu hỏi lại vậy, và cũng là 13 năm trời bản thân em cũng đưa ra câu hỏi và cũng đang trên con đường để tìm như vậy. Thì em có đưa ra một cái trải nghiệm như vậy. Tỉnh thức là nó hội tụ tất cả các yếu tố, các mặt ở trong đấy. Ví dụ như đúng, sai, vui, buồn, âm dương, đời, đạo, sướng, khổ, hay là mặt trước, sau, hay đây đó. Thì đó đều ở trong tỉnh thức á. Thì bây giờ mình ví dụ ra một cái là đúng và sai. Thì bây giờ mình phải giải mã được hai cái mặt này, mặt đúng và mặt sai. Thì trong cái mặt đúng thì nó cũng có cái sai ở trong đấy. Tất nhiên là đúng nó là cái đúng rồi, nhưng cái sai phải tìm được cái sai ở trong cái đúng. Khi mình giải mã được mặt này thì chuyển sang cái mặt nào khác, mặt mặt sai. Mình phải tìm được là cái sai của cái sai và cái đúng của cái sai. Vậy khi mình giải mã được hai cái mặt đấy thì mình sẽ quay về giữa, thì mình sẽ cân bằng được hai cái mặt này, thì dẫn đến cái con đường đi tỉnh thức rất là nhanh. Và nó nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng, nó như một cái sát na luôn. Nhưng mà cái quá trình để mình trải nghiệm giữa đúng và sai nó rất là khó khăn, nó không đơn giản đâu ạ. Đấy, nhưng mà cái giải mã đấy thì mình phải trải nghiệm thật sự là phải là gọi như là mình phải nhất tâm, phải quyết tâm về nó. Đấy, mình nghĩ đó là một cái cần thiết cấp bách nhất. Bởi vì sự sống của mỗi con người nó mỏng manh, nó không thể nói trước được. Mình bảo là hẹn thời này, hẹn ngày này, ngày kia mình sẽ biết đi tìm, thì lúc đấy nó hơi muộn, bởi vì cuộc sống của mình nó cứ chờ đợi là nó sẽ rất là sai lầm. Đấy là cái cách thức để mình tìm đến cái con đường tỉnh thức, hay là giác ngộ, hay là chân lý nó nhanh nhất. Thì mình phải giải mã được hai cái mặt đấy. Nhưng ví dụ như vậy, trong cuộc sống thì con người ai cũng mong mình sống hạnh phúc và làm những điều đúng đắn. Nhưng vì sao mà ở ngoài đời rất nhiều người lại khổ như vậy, rơi vào hoàn cảnh khổ như vậy? Thì đó là cái câu hỏi hắn tương trợ cho cái câu đúng và sai. Bởi vì là đó là tự nhiên, nó là chân lý. Nếu như mình chỉ chọn một con đường đi thì bỏ lại một con đường này để cho ai? Đấy, nếu như mình tìm cả hai con đường nó là một cái không phải, cái đó là điều đương nhiên. Nhưng có người chỉ nghĩ là chọn một con đường thôi là đường đúng, thì vậy bỏ cái con đường sai để cho ai tìm? Mà trong khi cái chân lý của nó là có đúng và sai, thì mình bỏ đấy thì chắc chắn mình sẽ không tìm được cái tỉnh thức của mình rồi. Đấy, cho nên là em đưa ra rất là nhiều câu hỏi và đưa tự mình tự trả lời. Thì vì sao ở ngoài đời rất là nhiều người khổ,
Bởi vì chắc chắn là có thể một ngày, một kiếp nào đó hoặc một cái thời nào đó họ chọn một con đường đúng, thì bây giờ họ quay trở lại để họ đi tiếp con đường tiếp theo. Nếu người nào tỉnh ra thì người ta sẽ chấp nhận cái điều đấy, mà mình trải nghiệm để mình học họ để trải nghiệm và để đưa về bên trong vào đi vào cái con đường giác ngộ của mình. Nhưng có người người ta cho đó là đau khổ, mình lại van trời van đất rồi thế này thế kia ví dụ vậy, thì cái đó thì mình phải tự chịu đấy. Nếu như mình hiểu được cái điều đấy thì nó sẽ không bị luân hồi lại. Bởi vì sao mà luân hồi? Vì luân hồi rất là do mình, ví dụ như mình bỏ đời theo đạo hoặc bỏ đạo theo đời thì mình chỉ chọn một con đường thì chắc chắn bạn không thể tìm đến cái mục đích của nó, bởi vì là bạn đang bỏ đi một bên rồi, bạn không cân bằng được hai mặt của nó, thì chắc chắn thì nếu mà bạn lệch bao nhiêu thì mình bị mất cân bằng nó bấy nhiêu độ, thì dẫn đến làm sao mình đi đến đích của mình, mới tìm được cái ánh sáng. Tất nhiên cái ánh sáng về cái tính thức của mình phải tùy vào cái căn cơ, cái duyên nghiệp của mỗi người. Bởi vì là có người tìm được cái ánh sáng nó chỉ sáng được cái căn phòng của mình thôi, nhưng có người tìm được cái ánh sáng sáng cả cái ngôi nhà, nhưng cũng có người tìm được cái ánh sáng sáng ở cái xóm làng hoặc là cái tỉnh, có người tìm được cái ánh sáng nó sáng cả cái tam thiên đại thiên thế giới này. Đó là tùy vào cái căn cơ duyên nghiệp của từng người dẫn đến để mình, đó đều là tỉnh thức cả, nhưng mà cái căn cơ của từng người nó đạt đến mức độ nào thì lại tùy vào cái duyên nghiệp của từng người đó. Thì em chỉ chia sẻ về cái kinh nghiệm về cái trải nghiệm của mình để đi một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, để nó không bị tranh vanh nhiều quá. Bởi vì nhiều người cứ vấp vào cái cảnh này cảnh kia là mình bắt đầu đưa ra rất là nhiều cái tư tưởng, rồi may mắn mình gặp được một cái người nào đó ví dụ như vậy, nó áp lần rất là một cái trải nghiệm đấy, thì tùy từng người đấy. Nên em thì hiện tại em mới chỉ nghĩ được như vậy thôi. Đấy, dạ. Cảm ơn chị. Anh chị có comment gì không? Có lẽ là chỉ comment cái câu hồi nãy trước, xong rồi gom chung ở đây cho với lại cái của bạn mới chia sẻ luôn. Hồi nãy nhớ là một bạn nói là hồi trước thấy nhiều tiêu cực lắm, giờ không thấy nhiều tiêu cực nữa. Cái đó là có lẽ hóa giải hay sao, nhưng mà cái đó là chỉ là một sự nhìn nhận ra. Nó người này có một cái cách thực hiện như thế này, người kia có cách thực hiện như thế kia, thế giới nó muôn màu như vậy, chúng ta không có chấp nhất vào nó phải đi theo giống mình nữa, nó không có nhất thiết là cái mình chọn là người khác chọn nữa, chỉ như vậy thôi là mình sẽ thấy hết tiêu cực, không có tiêu cực luôn. Chỉ có có người kia chọn cái cách lối sống kia, có người nọ chọn lối sống nọ, có người kia thích tham gia vào những cái cuộc tranh cãi, không sao. Có người kia thích tham gia ở một cái nơi rừng núi cũng được. Khi mà như vậy á, mình không có thấy là bên kia mới đúng, bên này có sai. Nó chỉ là do họ chọn cái không gian nào và họ trải nghiệm không gian đó. Thì thật sự mọi thứ nó vẫn y như trước đây, nó không khác gì hết, chỉ có ngay trong mình thôi, chỉ có ngay trong chúng ta có một cái sự nhận thấy đó. Nhận ra sự thật là xưa giờ nó luôn vậy, chứ nó đâu có phải là chúng ta thay đổi mọi thứ đâu. Chúng ta không thay đổi mọi thứ gì hết, chúng ta chỉ có nhìn lại và không có chấp vào cái phải giống mình mới được, thì nó hết tiêu cực là vậy thôi. Chứ là không có thấy cái sự tiêu cực diễn ra nữa, là tại vì người kia thực hiện theo vậy đó, họ thích vậy đó, thì họ đồng trải nghiệm cái đó với những người thích cái không gian đó luôn. Chứ còn nếu mà một người thích cái không gian trên núi thì chắc chắn không bao giờ đồng trải nghiệm cái không gian ở dưới chợ với một người thích xuống chợ cả, ví dụ vậy. Về cái đó là về cái bạn hồi nãy nói tại sao giờ ít thấy tiêu cực.
Còn về cái việc đúng sai nó cũng như vậy, nó cũng đồng thời như vậy. Đúng sai là chúng ta nói đúng là không tiêu cực, là tích cực, sai là những thứ tiêu cực, là như vậy. Thì chúng ta hết thấy đúng sai là do chúng ta thấy à, cũng một hình thức đó thôi. Một hình thức là thế giới nó muôn màu muôn sắc, và dù sao gì nó cũng là một cái sự trải nghiệm tạm thời, nó chỉ là vô thường thôi. Còn cái gì trải nghiệm đó là sự thật à, thì cái đó nó không có thay đổi. Còn những cái mà đang được, đang bị trải nghiệm này nè, những cái chúng ta đang nghe, đang thấy này nè, thì nó là luôn luôn thay đổi. Thì cái đó nó bây giờ nó có đúng nó cũng sẽ thay đổi, nó sai nó cũng sẽ thay đổi. Nó đúng nó sai là do chúng ta chấp vào cái lập luận của mình, mà nói cái kia không có giống cái lập luận thì chúng ta gọi nó là sai thôi. Chứ còn nếu mà nó giống cái lập luận của mình thì chúng ta gọi là đúng. Cho nên cái đúng cái sai ở đây nó không có nó không có nó không phải là sự thật, nó chỉ là một cái sự tương đối theo cái góc nhìn và cái kiến thức của mình thôi. Nên nếu mà chúng ta quá chấp nhất vào cái chuyện đúng sai thì nó không phải là cái không gian thoải mái, nó là cái không gian mệt. Thật sự thì nếu chúng ta muốn trải nghiệm không gian mệt cũng được, không sao. Dù sao thì chúng ta sẽ hết muốn, với một thời điểm nào đó chúng ta hết muốn mệt thì chúng ta sẽ phát hiện ra cái không gian thoải mái là cứ để cho mọi cái khác biệt nó diễn ra. Thì cái sự thật này là một cái không gian mà muôn thứ khác biệt có thể diễn ra. Nên khi mà chúng ta thấy được cái sự thật là như vậy đó, là cái không gian mà mọi thứ vô thường có thể diễn ra, mọi thứ tạm thời có thể diễn ra, và nó chỉ là những ánh sáng như trên màn hình như chỉ thường nói thôi, nó không có, không quan trọng hơn như vậy, nó không quan trọng hơn là những cái đèn led ngay trên cái màn hình của mình. Đó. Thì cái mà chúng ta cho là đúng đó, là cái bóng đèn led màu trắng. cái mà chúng ta cho là sai là cái bóng đèn led màu đỏ, thì nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Chúng ta chuộng màu trắng thì chúng ta nói đó là đúng. Thật sự nó chỉ là những cái để trải nghiệm, chỉ đơn giản vậy. Chia sẻ của chị Trinh á, thì không có để ý thấy có hai chỗ mà cũng khá là phổ biến, đó là cái chỗ mà nhất là tìm đi, đi tìm sự thật hay là đi tìm sự tỉnh thức. Thì cái từ tìm này nó cũng dễ là cái rơi vào cái bẫy của ngôn ngữ ấy. Khi mình nói thì mình tìm cái gì đó thì nó là một cái đối tượng, một cái chủ thể nào đó nó tách biệt với mình. Mình lạc mắt là mình đi tìm, hay tìm cái chìa khóa, hay tìm cái điện thoại, hay là tìm cái gì đó, tìm ai đó. Nhưng mà tỉnh thức ở đây, nếu mà mình có tìm ấy, là mình tìm ngược, không phải tìm ra ngoài, mình đi tìm ngược vô trong chính mình đó, phải vô trong, vô trong cơ thể đó nha. Đó là cái thứ hai nữa, là tỉnh thức cũng phải là mình đi trả lời những câu hỏi, là hết câu hỏi này cái mình chuyển qua câu hỏi khác, mình trả lời được tất cả những câu hỏi thì giải quyết tất cả, bởi vì không bao giờ mà hết được câu hỏi hết trơn á, mình chỉ tìm đúng ra một cái câu trả lời thôi, một câu trả lời, và cái câu trả lời đó, câu trả lời nó không phải là câu trả lời của trí năng, của kiến thức, mà là câu trả lời của trực nhận, của nhận biết ấy. Và khi có câu trả lời rồi đó, thì nó giải quyết tất cả những câu hỏi mà mình có. Nó không phải là mình đi trả lời từng câu hỏi, mà là tất cả những câu hỏi đó, nó sụp đổ. Mình nhận biết cái đó, khi mà mình đi tìm và mình đi hỏi thì nó dễ rơi vào cái trạng thái là cái tâm trí của mình nó lăng xăng, nó lúc nào nó cũng chạy nhảy, nó cũng muốn tìm hết sách vở đến video, đến coi như là đại khái là mình bị vươn ra ngoài mình tìm á. Nhưng mà cái trạng thái mà khi mà trò chuyện tỉnh thức với các anh các chị thì cũng thấy là những cái tỉnh thức á
là nó rơi vào những cái thời điểm mà nó rỗng lặng á, ngồi dưới giữa thiên nhiên, nhiều khi vấp té. Có khi là có bạn dùng cái từ rất là hay, một chút lơ là của tâm trí, tỉnh thức nó đến. Thành ra là nó có một cái khoảng lặng, nó có khoảng trống. À, mình tìm gì mình tìm, mình hỏi gì mình hỏi, nhưng mà mình phải cho phép nó có một cái khoảng trống. Cái khoảng trống, cái khoảng lặng đủ lớn để mà trải nghiệm. Trải nghiệm nó đến. Con chỉ comment thêm một xíu vậy thôi. Mời anh chị em tiếp theo. Dạ, em chào anh Huấn ạ. Dạ, em chào anh Chí, em chào tất cả mọi người. Buổi tối hôm nay mọi người có khỏe không ạ? Khỏe. Dạ, hôm nay em không có muốn đặt câu hỏi. Em muốn chia sẻ về cái hành trình tỉnh thức của em. Em mới được trải qua giai đoạn đó. Để em nói sơ lược là lúc trước bản thân em là một người luôn luôn dính với cái rắc rối. Có nghĩa là nếu mà rắc rối không tìm đến em thì em sẽ cố gắng em đi tìm rắc rối, cho nên là lúc nào cái cuộc đời em nó cũng gặp vấn đề hết. Thì khi mà bắt đầu cái giai đoạn mà lockdown á, thì lúc đó là mình không có được ra ngoài, mình không được tiếp xúc với mọi người. Gia đình em lúc đó thì chỉ có ba với mẹ, chỉ có ba với em ở nhà thôi, tại vì mẹ phải đi đi công tác trong bệnh viện á, là tại vì covid á, cho nên là phải đi một tháng mấy, hai tháng không có về. Dạ, thì mà ba em với ba em lại có vấn đề, cho nên là không có cái cuộc nói chuyện, cuộc đàm thoại hay là nói chuyện giữa người với nhau trong cái gia đình của em, cho nên là em có rất là nhiều thời gian ở một mình suốt ngày luôn. Thì khi mà cái giai đoạn nó tới, em không có nhớ rõ chính xác là ngày nào, tháng nào là bùm cái ở tỉnh thức, giờ đó là tỉnh thức. Nhưng mà em có nhớ rõ là mọi thứ nó bắt đầu nó thay đổi. Tự nhiên em dừng dùng mạng xã hội. Có nghĩa là lúc trước mình vẫn là một người bình thường, mình vẫn đăng mạng xã hội, mình vẫn chụp hình, mình vẫn... Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu từ từ em không có dùng mạng xã hội nữa. Rồi buổi chiều em hay lên sân thượng á, cái em nhìn mọi thứ xung quanh, hoặc là em đọc sách. Tới khi nào hết trời tối thì em xuống. Nhưng mà tự nhiên hôm đó em lên á, cái mình giật mình nhìn, cái mình giống như là mình thấy được mọi câu trả lời. Có nghĩa là từ xưa đến bây giờ tất cả những câu trả lời thắc mắc của em á, bây giờ tự nhiên mình bừng, mình thấy thì ra nó ở đây. Nhưng mà trước giờ mình cố gắng mình đi tìm, mình đi tìm nó ở đâu đó, nhưng mà thực chất là nó ở đây, nó luôn ở đây. Rồi cái giai đoạn đó nói chung là nó nhiều sự việc nó xảy ra lắm, tâm linh cũng có, rồi về mặt vật lý vật, rồi sức khỏe cũng có nữa. Nói chung là khoảng hai tuần đầu á, thì cái năng lượng mà em nhận được và em tiết ra nó rất là mạnh. Có nghĩa là em có một phần nào đó mình có khả năng mình nhìn được một người á, khi mà em có nói chuyện với bạn thì em nhìn em biết bạn, cái vấn đề của bạn em đang gặp là cái gì, tại sao bạn khổ, tại sao bạn vui, hay là nói chung là năng lượng nó tỏa ra nó rất là mạnh. Thì nó diễn ra tới bây giờ thì bắt đầu là mọi việc nó ổn rồi, nó không có còn nhiều năng lượng nữa. Nhưng cái trạng thái đó là nó không, em tại vì em thấy có một số người á, người ta thắc mắc là tôi không biết tôi có tỉnh thức chưa. Nhưng mà theo cái trải nghiệm của em á, thì khi mà mình trải nghiệm cái tỉnh thức đó thì nó rất là rõ ràng, chứ nó không phải là không biết mình có tỉnh thức chưa, ta chắc là mình tỉnh thức rồi. Có một số người em nghe vậy thì về em nói một chút về cái tỉnh thức của mình. Thì tỉnh thức được cái gì? Khi mà em biết cái mà em đang trải nghiệm gọi là tỉnh thức, thì lúc đó
cái con người của mình nó thay đổi nhiều lắm. Bắt đầu từ những việc nhỏ là mình không có còn muốn hơn thua nữa, mình không có còn muốn đấu đá nữa, mình không có còn muốn giận dữ. Em thích nhất là cái lúc mà anh Huấn nói về cái việc giận dữ đó, là khi mình giận dữ cái mặt của mình á, nói chung là nó đúng rất là đúng ngay cái thời điểm đó, cho nên là nói chung là có duyên á khi mà em coi được những cái video chia sẻ của anh Trí với anh Huấn về cái việc tỉnh thức. Dạ, yeah. Em chỉ chia sẻ cái kỳ diệu. Em cũng không có đặt, em không có câu hỏi. À, dạ dạ, em có một cái chia sẻ em ghi lại đây. Em có cuốn sổ từ từ cái ngày đó đó trở đi á, thì em bắt đầu em cái niềm tin mình nó thay đổi, cái suy nghĩ mình nó thay đổi. Em bắt đầu em cầu nguyện, ngày trước giờ em chưa bao giờ em vô minh, em không có theo đạo hay là theo đạo Công giáo hay là đạo Phật. Em chỉ thờ nhà, chỉ thờ ông bà, cho nên là mình không có tin những cái việc như cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu em cầu nguyện, em xin, em trải lòng, em nói chuyện với ai đó em không biết. Mỗi khi mà em nghe được cái gì đó hay thì em ghi lại vô cuốn sổ này. Thì em chỉ chia sẻ đến vậy thôi, nhưng mà hôm nay em muốn chia sẻ đến mọi người một cái câu rất là hay cho tất cả mọi người luôn, tỉnh thức cũng được, không tỉnh thức cũng được, không quan trọng. Câu đó là không bệnh là vui tối thượng, biết đủ là giàu tối thượng, tâm an là niết bàn tối thượng. Xin cảm ơn chia sẻ này đã hết ạ. Cảm ơn em, dễ thương quá. Cảm ơn em. Ê, cùng chắc Hứng cũng nghe mấy bạn hay chia sẻ là thắc mắc là không biết là em tỉnh thức hay chưa, ví dụ như vậy. Nhưng mà tỉnh thức nó không phải là một cái thứ mà chúng ta có cái thắc mắc như vậy được. Chúng ta tỉnh thức là không có ai từ chối được là chúng ta đã tỉnh thức hết trơn á, tại không nó giống như là nhìn bàn tay mà nói bàn tay không biết ta thấy bàn tay chưa thì nó không phải, đúng không? Nó vậy đó. Thì chúng ta trải nghiệm cái mà chúng ta nhìn ra cái sự thật đó là nó giống như là chúng ta bàn tay, nó rõ như vậy, nên nó không có cái sự thắc mắc đó, nó không còn một cái câu hỏi gì về mọi thứ luôn, chứ đừng nói là không biết là có tỉnh thức hay chưa. Nên nó nhưng mà giống như là gần như là không ai hướng dẫn được làm thế nào để tới đó. làm thế nào để tới đó đi. Ngộ cái chỗ đó đó. Nó đơn giản mà không biết sao hướng dẫn để bước vào đó. Có một cái người mà chỉ thấy chắc nhiều nhiều người gần đây nghe Sadhguru. Thì Sadhguru ngay cả một cái người mà chia sẻ 40 năm rồi đó cũng không có chia sẻ với các bạn làm thế nào để tỉnh thức hết trơn á. ông cũng phải dùng cái câu là có những cái cách để mà chia sẻ mọi người đến tới cái luân xa số 6. Cái luân xa số 6 là chúng ta nói về về hình thức, là khi mà nói luân xa nhiều người cũng hiểu, nhưng mà luân xa nó chỉ là những cái mắc kẹt của mọi người thôi. Về luân xa số 6 có nghĩa là cái con mắt của tâm, có nghĩa là con mắt mà chúng ta nhìn thấy được cảm xúc, nhìn thấy được suy nghĩ, nó chỉ vậy thôi, đúng không? Khi mà chúng ta thấy suy nghĩ bằng cái gì là con mắt thứ 3 đó, thì chia sẻ mọi hình thức tới được tới đó. tới đó cũng được, nhưng mà làm sao mở được luân xa số 7, có nghĩa là làm sao mở được cái tỉnh thức đó thì không có chia sẻ được. Thì Jay Guru có nói là tới đó là mày phải nhảy đó. Chỉ nói được như đó thôi, mày phải buông ra đó, kiểu vậy, chứ còn không có cách, nó không có cái đường tới đó. Nên mọi người cũng hay hỏi chứ là làm thế nào để tỉnh thức, thì có ai chia sẻ được, chưa chưa từng nghe ai chia sẻ, ngay cả những người siêu đẳng nhất
ngay cả Đức Phật hay Chúa Giêsu hay là Đạo Tử hay là Sát Guru hay là Osho, cái đó, cái không gian đó nó không có nó không phải là cái không gian có ngôn từ để mà hướng dẫn, đúng không? Nó không có ngôn từ để mà nói à, nó cho nó nhiều khi nó ngẫu nhiên lắm, như nãy Huấn nói là một bạn một phút lơ là tỉnh thức à, nhiều khi nó cần một cái mấu chốt gì đó để gỡ ngay cái sự khúc mắc nhẹ nhẹ gì ở trong mình đó. Nó giống chi nghĩ, nó giống theo chi thấy ấy, nhiều khi nó giống như là một cái chốt lựu đạn vậy đó mà nó cài vô rất là nhẹ, nhiều khi nó chỉ cần khều văng cái đó thôi à. Đó, đối đối với chi thì nó cứ không biết à, lúc nào là cái chốt của mình nó bị khều, nhưng mà tự nhiên cái bực cái là nó bùng nổ. Nhưng mà có nhiều người là à, dắp té vậy đó, nó nhiều 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 khi như vậy đó, có nhiều người là một phút lơ là hay là cái bạn mà gần đây nhất chỉ chia sẻ trên một cái video đó là một buổi tối đó bạn gọi là trải qua một cái bóng tối tâm hồn cực khổ vô biên luôn, xong rồi uống rượu rồi tùm lum hết trơn á, xong rồi cái xem một cái clip cái clip sáu trần tỉnh thức như vậy, thì nó giống như là cái khều cái chốt vậy đó. Nhưng mà sáng bạn thức dậy xong là bạn khiêng cái bàn ha, bạn chạm vô cái bàn thì bạn có cái trải nghiệm tỉnh thức đó à, bạn cảm giác được từ khi cái bàn này nó sinh ra cho tới khi mà nó đục đẽo cho tới khi mà nó đến đây, giống kiểu vậy. Thì cái đó nó không ai chia sẻ được làm thế nào để có cái đó, nó không nhưng mà cái bước kế tiếp á, bước kế tiếp á, mình gọi là cái bước là tạm thời vậy vậy thôi ha, tại vì mọi người hay bị vướng vào à, bước. Nhưng mà thường á là người tỉnh thức bị vướng vào cái trải nghiệm đó ha. Mà cái trải nghiệm đó nó không phải là nó không phải là cái vĩnh hằng, nó vẫn là một trải nghiệm thôi, là nó hết mà, nó có và nó hết, đúng không? Nhưng mà ở cái nơi đó vẫn có mình trải nghiệm, vẫn có cái sự nhận biết để trải nghiệm. Cho nên qua cái giai đoạn này rồi á, qua cái giai đoạn đó đó, khi mà chúng ta bước tới một cái giai đoạn cực kỳ luôn luôn thoải mái đó, là chúng ta phải trở về cái gì đã nhận biết cái đó, đã trải nghiệm cái trải nghiệm đó, thì lúc đó mới ok, giờ mình không có đi tìm cái đó nữa mình không có cần phải đi tìm cái trải nghiệm đó nữa à, cái mà trải nghiệm cái đó nó luôn luôn ở đây, chứ nó không phải là cái trải nghiệm đó. Ok. Mời anh chị em tiếp theo. Dạ, xin chào mọi người ạ. Dạ, chào anh Chí với lại anh Huấn với lại anh chị em trong group của mình ha. Em thì em có một cái câu hỏi về tỉnh thức á. Thì em xin chia sẻ trước là cái ban đầu á, thì em coi clip của anh Chí á, thì em cũng không hiểu mấy gì anh Chí nói cái gì đó. Nhưng mà sau đó thì em bắt đầu tự giống như là mình có cái duyên á, thì em mới coi được những cái clip mà giảng về chánh niệm của thiền sư Minh Niệm á. Rồi sau đó em xem lại bản thân mình á, xong rồi em coi tiếp anh Chí lại thì em mới hiểu đó. Thì em cũng không biết mình tỉnh thức chưa đó, nhưng mà em có một cái trải nghiệm là tự nhiên cái mình lướt Facebook á, mình lướt Facebook cái mình thấy ôi sao cái nó mệt mỏi quá, cứ người này chửi người kia tùm lum thấy sao cái unfollow, giống như anh Chí nói là unfollow đó đó. Rồi em cũng unfollow hết những cái gì em thấy không nó mang lại cái tiêu cực cho em á. Rồi em
Em giống như là mình cảm thấy là con người bản thân mình quan tâm tới cái gì thì cái Facebook của mình nó sẽ quán chiếu lại cái con người của mình. Ví dụ như cái người nào mà mê tốc độ thì sẽ có xe mô tô, có xe hơi, hay là còn mấy nhiều người nào mà hóng hớt chuyện người ta thì có mấy cái bay hóng hớt, rồi người nào mà thích coi mấy cái clip và đánh nhau gì đó thì nó sẽ hiện lên những cái đó. Thì cái Facebook cũng là một cái em nghĩ là nó quán chiếu cái suy nghĩ của mình. Rồi cái mà em nhận ra được nữa là giống như là anh Chí nói là khi mà mình biết được là cái đúng sai nó chỉ là cái tương đối á, thì nó những cái mà mâu thuẫn với mình với lại những cái đối tượng khác á, nó giảm đi rất là nhiều, mà mình cũng không có cảm thấy là mình phiền não gì nó nữa. Nhưng mà có một cái em thắc mắc là khi mà mình đã nhận ra được những cái điều đó rồi á, mà mình muốn đi chia sẻ với người khác, mình muốn đi chia sẻ với người khác mà cái người đó người ta lại cho rằng là hồi trước mày như vậy đó, hồi trước mày cũng chửi bới người ta, mày cũng vậy 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 đó mà mày nói này đạo lý với tao. Rồi mà cái người thân của mình á, mà cái mà em cảm thấy trăn trở nhất á, là cái người thân mình cảm thấy là mình có được cái một chút gì đó gọi là sự an lạc á, thì em muốn chia sẻ với người thân của mình mà em thấy người thân của mình nó trong một cái dòng gọi là một cái dòng đau khổ, một cái vòng tròn đau khổ á, cứ ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng mà cái người thân của mình á, thì họ họ không còn đủ tỉnh táo để họ nhận biết được là họ đang làm cái gì, họ 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 đang đau khổ đó, kiểu như vậy đó. Mà nếu như là họ lớn tuổi quá rồi, họ không có nhận biết được là mình đang đau khổ, mà họ cứ chìm đắm trong cái đau khổ đó, thì mình thấy họ đau khổ thì mình cũng cảm thấy đau khổ nữa. Nên là em không biết là cái mà tỉnh thức này á, thì khi mà mình tự tỉnh thức một mình á, thì nó đơn giản lắm, nhưng mà khi mà mình làm cho người khác tỉnh thức á, mình làm cho người khác hạnh phúc á, thì mình hạnh phúc đó, thì cái những cái môi trường xung quanh mình nó hạnh phúc hơn á, thì em nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn. Mà cái này em cũng đi, em có gặp vài người rồi, cũng rất là nhiều người rồi, nhưng mà em nói những chuyện này người ta không có không không quan tâm, em thấy vậy á. Mà nhất là người trong gia đình mình thấy họ đau khổ mà mình không giúp được cho họ, em cũng thấy chưa, cái đó cũng chưa có gọi là tỉnh thức toàn diện. Giống như Đức Phật thì Đức Phật đi giảng đạo cho mọi người để mọi người hiểu được như nào là hạnh phúc vậy đó. Mình thì mình giúp đỡ cho người nhà của mình thôi mà mình cũng làm được. Em hỏi xin hỏi là cái tỉnh thức đó nếu mà mình không, giống như là mình, giống như anh Chí nói là mình ai thích ở trên rừng để ở trên rừng, ai thích gây lộn để cho gây lộn gì đó, thì như vậy mà. Nhưng mà nếu mà đối với người gia đình mình thì vậy có gọi là vô tâm quá không? Nghe câu hỏi đó hay đó, nhưng mà thí dụ như em thích coi phim phim ma, người khác thích coi phim hài, người khác muốn em coi phim hài thôi, thì em có thấy là không có cho em coi phim ma, ví dụ vậy đó. Thì nó không phải là một sự chọn lựa của em, đúng không? Em sẽ muốn coi phim hài hay phim ma gì tùy em. Thì cái người mà đang trải nghiệm cái cuộc sống của họ đó, là họ thích như thế nào thì cũng tùy họ, chứ họ không nhất thiết phải chuộng cái của mình chuộng, họ không nhất thiết phải có một cái, không không phải ai cũng phải thích nghe cái nhạc của mình thích. Mình thí dụ như em nói mình thích nghe nhạc êm dịu, nhưng mà có người thích nghe nhạc rock, người thích nghe hip hop đủ thứ, làm sao, đúng không? Chứ mình không không nhất thiết là nghe cái nhạc nó nhức đầu lắm đừng có nghe, đúng không? Bạn không biết là nó đang nhức đầu hả, thí dụ vậy. Thì cái không gian của mọi người á, là có thể tự chọn. Mọi người thật sự là đang đâu đâu có phải là họ là cái khổ đó, họ chỉ là cái trải nghiệm cái khổ thôi. Khi mà họ không
không chuộng trải nghiệm cái khổ nữa, họ sẽ tự đặt câu hỏi, họ sẽ nói à tại sao phải cứ chạy vòng vòng cái vòng lặp này hoài vậy, tại sao phải chơi, chơi cái game khổ này hoài vậy, đúng không? Chúng ta sống hết cuộc đời cố gắng hết khổ mà không có hết khổ gì, có cái cách nào khác đâu. Khi mà họ tự đặt câu hỏi đó thì tự cái câu trả lời cũng sẽ rớt xuống luôn, tự trả lời nó sẽ bay vào tới luôn. Nhưng mà trước khi mà họ đặt cái câu hỏi đó là họ không quan tâm, họ đang thích coi phim ma chứ không có thích coi phim hài hay phim thoải mái vậy đó. Nên cứ để không sao cả, không ai chết đâu. Tại vì mình có sự chọn lựa của mình ha, thì mọi người cũng có quyền có sự chọn lựa của họ. Lúc mà còn có vô tâm hay không Hứng chia sẻ đi. Lúc mà bạn đang chia sẻ, có một bạn nào khác comment trên cũng thấy là cái từ là tâm sinh tướng đó. Mà đúng lúc mà bạn chia sẻ cái chỗ mà Facebook đó, rất là hay. Facebook giống như cái vũ trụ thu nhỏ vậy đó. Cái ID của Facebook bây giờ nó cũng phát triển kinh khủng. Nếu mà mình chuộng cái gì là mình lướt lên là nó đề xuất đúng y như cái mà mình chuộng thôi. Và cái đó là tâm sinh tướng, thì ban đầu mình nghe nó giống như là nói về cơ thể mình. Tâm tính nó sinh ra cái diện mạo. Nhưng mà rộng hơn nữa thì cái tâm tính, cái cách nhìn của mình về cuộc sống đó, thì nó sẽ ra cái hình ảnh giống như Facebook ấy. Những cái gì xung quanh mình nó cũng hiện diện theo cái hình dạng mà trong cái tâm của mình. Thì khi mà mình nhìn người khác đau khổ, mình thứ nhất ấy, trước khi mình giải quyết cái chuyện mà người khác đau khổ, thì mình coi thử cái đau khổ nó phản chiếu từ đâu. Nó có phải là cái cách nhìn của mình về cái sự đau khổ của người khác hay không. Cái thứ hai nữa là mình cũng quá quan trọng cái việc mà mình chia sẻ bằng lời nói. Thực ra cái lời nói nó có rất là ít có tác dụng, nhất là những người mà thân quen, những người mà sống gần gũi gia đình hay là bạn bè. Cái lời nói nó nhiều khi ít lắm, nhìn nhau là cũng hiểu cái gì đó. Nên thành ra là cái trạng thái mà mình san sẻ, cái năng lượng mà mình san sẻ, cái trạng thái đó, cái trạng thái của mình là cái tâm á, cái tâm của mình. Thì cái tâm của mình mà mình san sẻ với cái tâm của người khác nhận diện, mình chia sẻ cái gì? Mình chia sẻ cái sự mà mình thấy cái khổ, hay mình phán xét, mình cho rằng, mà mình áp đặt, hay là mình nghĩ là người ta như vậy thế này nên như thế khác, thì người ta cũng có cái tâm phản kháng của họ, thành ra nó có cái sự dội lại đó. Nhưng mà mình chia sẻ ở đây mà với một cái sự đồng đều, với cái sự bình an, với cái bao dung, tình thương gì đó, đại khái là như thế, thì cái trạng thái người nghe họ sẽ cảm nhận, không phải là những cái lời nói của mình đó, mà họ cảm nhận trong cái trạng thái mà mình san sẻ với họ. Chí có mấy người bạn qua nhà chơi á, chí xin phép kết thúc buổi nói chuyện hôm nay nha. Mọi người có muốn tiếp tục ý hướng thì tiếp tục nha. Đây có mấy người bạn ngồi nãy giờ ngồi đợi. Dạ. Cảm ơn anh Trí. Cảm ơn anh Trí. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Hẹn gặp lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Có anh chị em nào có chia sẻ gì nữa không? Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau đến 11 giờ chúng ta nghỉ. Em chào mọi người, em chào anh Huấn ạ. Chào em. Vâng, em có một cái câu hỏi là ở trải nghiệm của anh thì cái 2 tuần khi mà chúng ta sau cái tỉnh thức thì có bao giờ là anh thấy là nó mang đến một cái ý nghĩa gì không ạ? Và cái câu hỏi thứ hai của em là khi mà chúng ta tỉnh thức rồi thì tức là chúng ta nhận ra cái nguồn gốc của mình ấy, thì
em đang hiểu là trở lại vào cái đấy thì nó là một cái cách hành thiền. Thì cái việc mà mọi người ngồi kiết già thì những cái cách đấy thì nó có giúp cho cái việc hành thiền nó tốt hơn không, hay là mình chỉ cần trở lại với cái nguồn gốc của mình thôi? À, em có hai câu hỏi đấy. À, cảm ơn Đức. Một số anh chị em này, hai bạn này cũng nói về hai tuần, có những cái trải nghiệm, có những cái chia sẻ mà mỗi người nói ra thì nó không có giống nhau, thậm chí nói không được nữa, nói rất là khó nói. Nhưng mà cái trạng thái, cái an lạc, cái trạng thái mà không có lẫn lộn vào đâu được á. Anh Trí cũng hay có chị kể một câu chuyện, có một người thầy đệ tử tới hỏi thầy là con tỉnh thức rồi. Thầy nói chưa đâu, mà đã thấy tỉnh thức rồi. Lần thứ hai tới nói con tỉnh thức rồi thầy, chưa thôi về đi. Lần thứ ba thầy nói chưa, không con tỉnh thức rồi, kể thầy, thầy nói gì thầy nói. Thì cái đó là mình biết, chắc chắn là mình biết. Mình có thể chỉ cho nó một cái ý nghĩa, hay là mình có thể mô tả nó bằng cách nào đó. Có những người mà sử dụng ngôn từ giỏi thì họ có thể kể một cái câu chuyện, kể một cái hành trình, rồi kể ra những cái ý nghĩa của nó, hay là rất là hay. Nhưng có những người trải nghiệm xong là như vô ngôn luôn. không có chia sẻ được, không có cho nó một ý nghĩa, không có trải nghiệm, không có chia sẻ được. Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi người thôi. Mà hơn hết nó không phải là cái câu chuyện, hơn hết là cái trạng thái mà cái người trải nghiệm đó họ biết, chắc chắn biết. Người khác có thể là không thừa nhận, có thể từ chối, có thể nói họ điên, họ khùng, nhưng mà bản thân họ là họ biết đó. Còn để mà đạt được cái trạng thái đó thì nó cũng vô vàng. Có thể là mình thấy mình nghe nhiều người tỉnh thức khác nhau, mà cái câu chuyện họ chia sẻ cũng khác nhau, không ai giống ai hết. Có người thì cũng có ngồi kiết già, ngồi thiền, có người thì chưa biết thiền là gì, có người thì có đạo, có người thì không có đạo. Thành ra là nó cũng vô vàn, nó không có theo một cái cách nào cả. Thiền mà nếu mà nó không bị dính mắc, mà thiền mà để cho tâm trí mình lắng đọng, định á, nó rỗng lặng á, thì có thể là trở về cái trạng thái nhận biết á. Nhận biết đủ sâu thì mình tỉnh ra thôi. Còn không thì có nhiều người ở giữa thiên nhiên mà Huấn thấy á, thường mọi người hỏi là có con đường nào để tỉnh thức hay không, thì Huấn thấy là những cái chia sẻ thì những cái đời sống của mỗi người ở đây, nãy giờ mình nghe cũng được 5-7 câu chuyện tỉnh thức rồi, thì mỗi câu chuyện nó khác nhau, mỗi đời sống khác nhau, thì cái câu chuyện của mỗi người, cái đời sống của mỗi người chính là con đường, chính là những cái trải nghiệm là cần thiết. Trải nghiệm của mình là cần thiết để mình tỉnh ra. Tất cả những cái trải nghiệm trong quá khứ mà trước giờ mình không hiểu, kể cả những trải nghiệm hôm nay, trải nghiệm ngày mai, mình không hiểu nó, nhưng mà nó là cần thiết để cho mình tỉnh ra. Em cảm ơn anh Huấn. Em có lời chúc gửi đến anh Huấn và mọi người có một cái buổi tối thật là vui vẻ, và chúc mọi người sẽ đi đến cái nơi mà chúng ta đang muốn đạt được là tỉnh thức. Xin hết ạ. Cảm ơn Đức. Vâng, em chào anh. Em cảm ơn anh Huấn, cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Nhân Lê là giơ tay lại đúng không? Hay là từ nãy giờ quên không bỏ tay xuống nhỉ? Là em giơ tay lại đúng không? Bây giờ dạ mình không, không biết bỏ tay xuống á. À rồi, ok, để anh bỏ cho. Nãy giờ dạ. Nói chuyện trong ô chat mệt quá, thôi bây giờ nói. Trân Phúc, anh Trân Phúc thì ở đầu buổi mình cũng có thời gian rồi ấy. Thì là bây giờ anh nhường cho anh Trung nhá. Anh Trần Trung nhá. Ok anh nhá. Em chỉ hỏi thế thôi chứ anh có bật được mic đâu. Làm sao mà từ chối được. Anh Trung bật mic lên đi ạ. À, rồi không biết là mọi người có nghe em nói không ạ? Nghe được anh. Nghe rõ. Rồi, ok ạ.
Như ban nãy anh Huấn có nói á, thì cái cuộc sống của mình á, mỗi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, mỗi người sẽ có một cái chặng đường đi nó khác nhau. Thì có những cái người á, mà người ta đi đến cái thành công trong cái sự nghiệp gia đình, rồi đến khi đó rồi họ bắt đầu họ mới nhìn, họ ngẫm lại, họ mới tìm thấy được cái sự tỉnh thức. Hay là có những cái người á, mà giống như là những cái vị mà nhà tu sĩ, những cái người thầy tu ở trong chùa, thì những cái người đó, thì những cái vị đó họ không có đi ra ngoài, họ không có đi làm, họ cũng không có trải nghiệm về cái sự xô bồ của cái xã hội xung quanh, họ chỉ ở yên trong chùa, hoặc đôi khi là họ vi hành một chút thôi, thì họ cũng có thể ngẫm ra được, họ tìm ra được cái sự tỉnh thức của bản thân mình. Hay là cũng có thể là với một cái trường hợp là chúng ta ở đây đa số rất là nhiều người là sẽ đi theo con đường đó là chúng ta đi theo cái hình dạng giống như một cái xoắn ốc vậy á, giống như một cái vỏ ốc trên của mỗi mình, là nó sẽ có một cái vòng tròn như này. Chúng ta đi là từ hỷ nộ ái ố, rồi từ vui cho đến buồn, từ lúc có niềm tin cho đến tuyệt vọng. Thì tất cả chúng ta sẽ đi trên, thường là sẽ đi trên cái con đường như vậy. Thì có những lúc mà chúng ta buồn, thì chúng ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chúng ta cảm thấy là không còn cái gì hết. Nhưng rồi bỗng nhiên chúng ta òa lên một cảm xúc lạ thường, và sau đó chúng ta có niềm tin trở lại cuộc sống mình. Thì em cảm thấy đó cũng là một phần của sự tỉnh thức. Cái tỉnh thức thực ra nó không có đâu xa hết, nó luôn luôn ở bên mình. Nó giống như là hình vẽ bóng đi cùng với mình vẽ, chỉ là chúng ta xây dựng như thế nào về cái góc điểm, góc nhìn, quan điểm cá nhân của mình, về cái nhận thức của mình, để chúng ta có thể tìm thấy được cái sự tỉnh thức đó hay không thôi. Theo như em xin kể, xin phép về kể mọi người một chút xíu. Thì em là, em đối với em á, thì cái khúc mà, cái hồi mà còn nhỏ, em còn tiểu học á, thì em rất là vui, em giao lưu với mọi người, em làm quen hết với tất cả mọi người rất là vui. Nhưng đến khi tới năm cấp 2, cấp 3 thì em lại trầm lại. Và thậm chí là khoảng thời gian cấp 3 là em có một cái thời gian em bị sang chấn tâm lý, sau đó là dẫn tới là trầm cảm. Còn mỗi cái trầm cảm thì mọi cái cảm xúc, mọi cái suy nghĩ của mình đó, nó tuyệt vọng tới một cái mức gọi là gần như là đạt mức, tới mức số 0 rồi. Chỉ là mình nghĩ thôi, nhưng mà có một cái mình chưa làm đó là mình đi tự vẫn thôi, là mình chưa làm. Thế hôm nay là vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với mọi người như thế này. Em xin phép mọi người chút xíu. Thì chính vì như vậy, sau đó là em lại bắt đầu, em lại vui trở lại, em lại đi hòa nhập với lại xã hội xung quanh mình. Thế rồi em lại cảm thấy là mình đi qua lại những cái niềm vui này, nhưng mà khi này mình lại cảm thấy là mình đi lên một cái vòng tròn như này, mình đi hết vòng tròn đó, nhưng mà mình đạt lại đúng, mình đạt lại đúng cái điểm đó, nhưng mà nó ở cái mức cao hơn một chút xíu. Thì khi đó là mình cảm thấy là cái sự nhận thức của mình, nó về tỉnh thức và nó về bản thân mình, về cái niềm vui đó nó khác đi một chút. Nó không còn phải là vui một cách hào hứng gọi là sung sướng vỡ òa, mà nó là một niềm vui nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc. Hay là đến khi mà mình tìm thấy cái nỗi buồn, mình bị một cái điều gì đó nó khiến cho mình buồn, mình tuyệt vọng, rồi mình cũng cảm thấy là mình không còn buồn như ngày trước nữa. Ủa tại sao vậy? À, hóa ra là khi này á, là cái sự tỉnh thức của mình á, nó lại tăng lên một chút nữa rồi. Thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn một chút nữa. Thì sau cùng mọi người có thấy là cái hình xoắn ốc của chúng ta á, là nó sẽ từ nhỏ to ở dưới, sau đó nó nhỏ dần ở trên này. Nó cũng giống như là chúng ta đi qua cái hỷ nộ ái ố, từ vui buồn tuyệt vọng như thế nào, rồi chúng ta đi một cách rất là nhanh và nó nhẹ nhàng vô cùng. Và khi đó đạt càng lên càng cao thì cái sự tỉnh thức của chúng ta nó càng rõ. Còn có nhiều bạn cứ nói là trời ơi, cái tỉnh thức của tôi đâu vậy, tôi tìm hoài không thấy, tôi đang cố gắng tôi tìm tỉnh thức nè, tôi bực mình quá. Nhưng mà thực ra là để mà tỉnh thức á, thì chúng ta không cần phải cố gắng chúng ta tìm nó, mà cái quan trọng của chúng ta đó là chúng ta dừng lại một chút, chúng ta ngẫm lại xã hội xung quanh một chút, chúng ta nhìn xung quanh lại một chút nữa. Chúng ta cảm thấy là đôi khi có những cái nỗi buồn nó không thực sự quá buồn. Như là một nhà hài kịch mà chắc là ở đây em nghĩ là tất cả các anh chị là đều biết, là đó là Vua Hề Sắc Lô, đúng không ạ? Thì Vua Hề Sắc Lô, em có nghe được một cái câu của Vua Hề Sắc Lô, cái ông ấy ông từng nói rằng là cái bi hài góc nhìn từ xa, còn khi mà chúng ta nhìn nhận thì nó là bi thương. Vậy thì cái chuyện đó nó vui hay chuyện đó nó thật là buồn, hay là chúng ta thấy nó có một chút gì ở yếu tố nó vui vui một chút, thì là do chúng ta nhìn xa nhìn gần. Cái ví dụ giống như là chúng ta bây giờ nhìn thấy một cái cô bé cô bị mồ côi cha mẹ đi ha, thì có cảm thấy là chúng ta nhìn thấy ôi cô bé này tội nghiệp quá, trời ơi có cách nào đó để giúp cho cô bé này vui lên hay không, hay là chúng ta ủng hộ cho cô bé này, cho tôi cô bé đó buồn đi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn xa ra một chút, chúng ta cảm thấy là cái cô bé này đúng là có những cái nỗi buồn thật, cô bé có những cái sự bất hạnh hơn so với chúng ta. Nhưng rồi chúng ta cũng cảm nhận được
là cái cô bé này hình như cô cũng không phải là đang quá khóc lóc, cô cũng đang có, cô trong bên trong cô ấy vẫn có một cái niềm tin và có một cái sự lạc quan yêu đời vui tươi. Chúng ta sẽ thường chúng ta cảm thấy khóc cho một người đang khóc, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ khóc cho một người đáng lẽ phải khóc nhưng họ lại cười, họ lại cảm thấy cái đó là nhẹ nhàng. Có nghĩa là cái góc nhìn của mình nó thay đổi như thế nào thôi. Còn chúng ta không cần thiết là cứ phải là nhìn theo một góc như vậy. Chúng ta có thể nhìn góc xa, góc gần. Sau đó, sau này thì đến một mức độ chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ không nói gì nữa. Chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta theo dõi nó. Và chúng ta sau đó là chúng ta bỏ qua nó thôi. Cái đó là cái cảm nhận của em về cái sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức này nó không phải là một lúc mà chúng ta sẽ bùm ra. Ồ, mình hiểu hết tất cả mọi thứ rồi. Mà nó sẽ đến thật là nhẹ nhàng. Cứ qua mỗi từng câu chuyện, mỗi cái giai đoạn cảm xúc như thế nào thì nó lại tăng lên một chút cho tới một cái thời điểm là hoàn toàn tỉnh thức. Do có thể nói là giống như là anh Huấn ở đây hay là anh Johnny Chí Nguyễn. Đó là cái phần chia sẻ của em ạ. Cảm ơn tất cả anh chị đã nghe. Cảm ơn Trung. Trung chia sẻ thì Huấn có nhớ về góc nhìn nhé. Huấn nhớ có một phi hành gia khi mà ông rời khỏi trái đất và cái đoạn mà ông quay về ông nhìn thấy trái đất là ông tỉnh luôn. Bây giờ mình thay đổi cái góc nhìn nhé. Khi mình ở trong trên nhìn vô trái đất, mình thấy tất cả vui buồn đúng sai quan điểm tôn giáo quốc gia rồi bao nhiêu chiến tranh thanh trừng đẫm máu, tất cả mọi thứ, bao nhiêu lịch sử loài người, tất cả nó chỉ là một cái điểm nhỏ mà ông từ cái vũ trụ đi về, nó như là một cái hạt bụi trong lòng vũ trụ thôi. Và lúc mình ở trên đất, lúc mình ở trong cái ngôi nhà mình ở trong cái sự việc đó thì nó to lắm, nó lớn lắm, nó vĩ đại lắm. Nhưng mà mình thay đổi cái góc nhìn cái từ cái vi mô sang cái vĩ mô nó rộng cái là có hai góc nhìn đó. Thì chính ông nhìn vậy cái ông tỉnh luôn. Thì cảm ơn Trung đã chia sẻ. Mời anh chị em tiếp theo. Còn ai không ạ? Em đang không thấy ai giơ tay nữa. Nếu mà không có ai giơ tay nữa, không chia sẻ nữa thôi, mình nghỉ thôi. Cũng gần đây, một giờ rồi. Đây có đây rồi ạ. Nốt Xuân Đức nha. Xuân Đức lại lừa rồi. Giơ tay xong lại hạ rồi. Lừa rồi. Chắc là mọi người mạch. Ok. Đây ạ. Người anh Trương Đình Hoàng. Anh... lần đầu tiên thì em cũng chào anh Huấn và chào tất cả mọi người. Thì cái lúc mà lúc trước thì anh Huấn có nhớ là em có hỏi anh Huấn cái lúc mà em đang gặp trục trặc từ bên trong em á, là em cảm thấy là mất phương hướng, mà trong khi là em đã có rất là nhiều thứ rồi mà em bị mất phương hướng. Em không, tại vì lúc em tìm tới tỉnh thức, tìm tới đạo Phật đó, thì em thấy là cái sự buông bỏ. Mà lúc đấy thì em rất là mơ hồ về cái chuyện là buông bỏ. Cứ nghĩ là buông bỏ là mình sẽ buông hết tất cả mọi thứ để mình về, mình ở nhà, mình trồng rau, mình nuôi cá, mình sống cuộc sống nó bình yên. Thì em mới hỏi anh Huấn là có phải là buông bỏ là mình buông hết mọi thứ để mà mình về nhà, mình không có tranh đấu một cái thứ gì hết. Tại vì cái đặc thù của cái môn em á, là mình phải chiến đấu, mình thi đấu với rất là nhiều người. Nói chung là nhiều thứ lắm. Nên là khi em mà bị mất phương hướng thì em mới hỏi anh. Thì lúc đó anh cũng cho em cái câu trả lời. Mà lúc đấy thì em mới tỉnh. Thì em mới lại quay lại cái cuộc sống bình thường của em. Thì nói chung là lúc đấy em rất là mơ hồ. Mà được cái định hướng của anh á, thì nó cũng giúp em rất là nhiều. Thì cũng nhân tiện hôm nay thì cũng rất là cảm ơn. Cảm ơn Huấn thì cũng đã cho em cái lời khuyên để mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi lúc đấy nếu mà anh bảo em là buông bỏ là buông hết mọi thứ đó em, thì chắc em buông hết luôn rồi, em không làm gì luôn rồi. Đấy là cái điều thật sự, tại vì em theo dõi anh thì em cũng thấy là những cái kiến thức anh và anh chị chia sẻ đó là hay, mà em chỉ tin. Nên là em hỏi anh, nếu mà anh nói cái điều mà buông là buông hết mọi thứ về vườn thì chắc em cũng, bây giờ em cũng về vườn luôn rồi. Đấy, thì em cũng cảm ơn là cái lời khuyên của anh
nó cũng tạo cho em rất là nhiều động lực và tích cực. Cảm ơn Hùng. Cảm ơn Hoàng, chia sẻ rất là dễ thương. Hùng có nhớ là lúc đó Hùng có nhắn với Hoàng là xem bộ phim Peaceful Warrior, bộ phim Chiến binh Bình Yên á. Bộ phim đó nó dựa trên một cái câu chuyện có thật của một người mà đạt giải Olympic á, huy chương vàng của Olympic á. Và để lại hành trình, và hành trình của ảnh thì từ đầu tiên là từ cái tham vọng tập luyện để mà đạt được huy chương, và cho đến khi mà bị gãy chân chạy xe mô tô, bị tai nạn gãy chân và phải là buông bỏ. Nhưng mà sau đó thì trong cái hành trình đó thì cũng may có gặp người thầy. Trong bộ phim đó thì tên là Socrates, thì người thầy hướng dẫn ở đây nó không có sự buông bỏ bằng cách là từ bỏ. Cái buông bỏ ở đây nó khác với từ bỏ đó. Buông bỏ ở đây là mà cái dính mắc của mình ở trong tâm trí, nghĩa là mình phải tập luyện, mình phải đạt được một cái thành tích, phải huy chương vàng ở Olympic thì mình mới hạnh phúc được, mình mới đầy đủ, mới trọn vẹn. Và cả đời của cái tác giả này là sống theo cái cách như vậy, mà không có một giây phút nào bình yên, không có giây phút nào mà tận hưởng cuộc sống cả, lúc nào cũng nhắm đến cái đích trong tương lai đó. Và cái tai nạn ập đến là coi như là sụp đổ hoàn toàn đó. Thì cái người thầy này giúp cho anh ta có một cái nhìn nhận lại, cái không phải là từ bỏ mà buông bỏ cái dính mắc, cái dính mắc trong tâm trí đó. Và từ đó anh có cái sự bình yên. Khi mà chặt đứt được cái dây mà khiến cho anh cảm thấy đau khổ, chặt đứt cái dây đó là chính là buông cái dây đó, là anh có cái sự bình yên. Và từ cái bình yên đó anh bắt đầu tập luyện, và anh tập luyện á, anh tận hưởng từng cái phút giây anh tập luyện. Thậm chí anh tập luyện xong anh ra anh tắm mà anh cảm nhận được cái dòng nước tắm nó cũng đã, nó cũng mát, và từng cái động tác anh tập á, anh cũng tận hưởng. Và nhờ cái trạng thái mà bình yên đó, trong cái tập luyện đó, mà anh có những cái động tác, cái môn của anh là thể dục dụng cụ, và có những động tác mà nó uyển chuyển á, động tác mà nó nương theo cái dòng chảy á, nương theo cái năng lượng cái ở bên trong á, dòng chảy á, và anh có những cái động tác rất là đẹp, rất là đẹp, và anh thực hiện nó trong cái trạng thái bình yên và tận hưởng của anh thôi, chứ không phải là từ cái tham vọng đạt được huy chương. Và chính vì vậy mà anh đạt được huy chương vàng của Olympic. Thì cái điều mà em cũng nhận ra là từ cái lúc mà hiểu được cái từ buông đó, thì em cũng giúp em rất là nhiều. Lúc trước thì mình cũng rất là dính mắc vào rất là nhiều thứ, mình dính mắc vào tiền bạc rồi danh vọng đủ mọi thứ, nhưng mà bây giờ mình hiểu được những cái thứ đó thì nó là như vậy thôi. Ví dụ xe thì nó cũng chỉ là xe thôi, nhà nó chỉ là nhà thôi, mình cũng không có dính mắc quá nhiều. Đấy là cái điều mà em nhận ra được, sau khi mà mình hiểu được buông bỏ thì cuộc sống mình rất là nhẹ nhàng. Mình chả mắc gì, mình chả dính mắc vào một cái chuyện gì nó ồn ào, hay là cũng mọi người thì mình quan sát là mình thấy nó là như vậy thì cứ xem nó là như vậy thôi. Còn mình cũng không phán xét, không có tranh chấp, không có gì với một người nào nếu mà người ta không cùng quan điểm với mình. Đó, cái kiểu như vậy thì sống nó thực sự rất là nhẹ nhàng, không có phải bực bội phía bên trong. Và khi đó thì mình sẽ có cái sự tận hưởng thật sự. Nếu như mà mình bị dính mắc, ví dụ như là mình, thì nó kèm theo cái nỗi sợ. Ví dụ như mình đạt được thành tích rồi thì mình sợ mắc. Hoặc là mình muốn có thành tích cao hơn, mình có cái nhà hay là mình có gia đình, hay là mình sợ nó thay đổi, mình sợ cái sự thay đổi đó, mình sợ vô thường á, thì mình không có tận hưởng được. Nhưng mà chính cái buông như Hoàng nói, buông cái dính mắc đó, thì mình tận hưởng, và mình tận hưởng mọi cái thay đổi đó. Những cái trong cuộc sống mà nó là hiển nhiên thôi, thì mình tận hưởng. Và nhờ cái tận hưởng đó mà trong tất cả mọi việc, trong tập luyện, trong thi đấu, hay là trong mọi cái những cái khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống với vợ con, với gia đình, với công việc. Đấy là cái chia sẻ của em mà cũng muốn cảm ơn anh vì đó. Ok, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Anh Trương Đình Hoàng chơi đấm bốc đúng không anh? Đúng rồi em. Thế thì đúng rồi, đúng 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 đúng, đúng là ở đây chúng ta có tay đấm bốc số 1 Việt Nam rồi thật. Em cứ ngỡ từ đầu ấy. Kinh khủng quá, kinh khủng thật. Em là sẽ chịu được khoảng 14 cú đấm của anh. Nhưng mà em chỉ là cảm nhận được cú đầu tiên thôi, còn 13 cú sau là em không biết gì. Cảm ơn anh. Trò chơi nó hơi nguy hiểm. Thôi anh ơi, nhưng mà anh đang tìm hiểu về cái tỉnh thức này, xong rồi anh phải lên sàn xong anh đấm người ấy. Mà em biết là anh đấm cũng không được nhẹ lắm ấy. Thì cái cảm giác khi mà anh đứng ở trên trên võ đài xong rồi nó có cái gì khác so với trước không anh? Không, thực sự thì cái lúc mà mình nhận ra mọi thứ rồi thì mình thấy nó thắng thua nó không phải là một cái vấn đề quá quan trọng. Mình chỉ thi đấu đúng với cái sức lực của mình không có áp đặt bản thân quá nhiều để tự gây áp lực cho mình thôi. Tại vì mình chỉ cần cố gắng hết sức của mình. Còn mọi chuyện thì nó sẽ diễn ra đúng như ý nó thôi. Còn mình không có nghĩ như là mình quá lo lắng về cái kết quả. Mình cứ áp đặt bản thân mình là mình phải thắng. Mà cái cuộc chơi thì nó sẽ có thắng có thua. Nên là cũng đừng quan trọng cái việc đó quá. Miễn sao mình làm hết sức mình thôi. Mình không coi thường đối phương và mình cũng không coi thường mình chính bản thân mình. Thì mình làm việc diễn vậy. Mình chỉ cần cố gắng hết sức và mọi chuyện nó sẽ diễn ra đúng như nó thôi. Không quá áp lực, thắng thua thì cũng chỉ là một cái game, nhưng mà mọi thứ nó chỉ là một cái game thôi. Em biết là anh không biết là anh có đo lường được cái việc là từ khi mà anh không còn quan trọng thắng thua nữa ấy, thì cái việc thắng nó tăng lên hay là thắng nó giảm đi? Thì mọi chuyện nó vẫn kết quả nó vẫn giống như trước giờ, mình cũng không có gặp thua nhiều. Okay. Cảm ơn anh. Cảm ơn Hoàng. Dạ, cảm ơn anh Huấn. Cũng trễ rồi ha, mình nghỉ ngơi ha.